Sư phụ phải coi sách mới biết chuyện thế gian mới kể cho quý vị nghe được, chứ còn sư phụ chỉ có chuyện thiên đàng thôi. Chuyện thiên đàng nó có dùng thế, dùng ngôn ngữ thế gian mà kể được. Quý vị có lạnh không? Ngồi trong kia thì nóng mà ra này nó mát chút chứ hả? Ngoài này thì lạnh, trong kia thì nóng. The Americans, okay? Arizona. You try hard, huh? You come to see Stephen or to see me? Yeah? Yes! Me? This one? Oh, what an honor. Steve doesn't feel very hurt, no? A little bit. His ego is getting thinner every day. Huh? Sư phụ nghe có mấy cuốn sách cũng coi cũng được được. Thường thường sư phụ ít coi sách, bây giờ ít coi, hồi xưa coi nhiều lắm. Bây giờ coi không có cuốn nào coi được hết. Coi cuốn nào cũng ngán quá, hồi xưa thích coi lắm. Có lẽ vậy. Nhưng mà cũng phải. Nhưng mà nhiều khi không có việc gì làm mà không có sách coi thì cũng thiệt là. Qua ngày qua giờ, chắc mai mốt phải đi coi cine quá. Đi orchestra. Đây có orchestra nào hay không? Dẫn sư phụ đi nghe em bữa coi. Nhưng mà không sao đâu. Đi coi cũng vậy, ở nhà cũng chán mà đi coi cũng chán, không có gì khác biệt. Rồi bữa nay sư phụ nhắm mắt chỉ đại một cái ha. Không, phải không phải, phải bên kia. Bắt trí huệ chưa có khai. Om Mani Padme. Hum. Oh, on friendship and on teaching. On teaching, 64 and 66. You want to listen about teaching or friendship? Sư phụ chỉ một ngón tay mà là hai cái đề mục nó dính nhau đó, chỉ nó không có rõ ràng. Bây giờ một cái là về vấn đề giáo dục, không phải giáo dục mà đời bên ngoài thôi, mà giáo dục về đạo đức nữa đó. Một cái về tức là về thầy á, về sự làm thầy á, những cái sự truyền bá giáo lý á. Và một cái đề mục nữa là thuộc về tình bạn, thì quý vị muốn nghe cái đề nào? Hả? Người nào friendship rồi giơ tay lên coi. Người nào mà tình bạn rồi giơ tay lên. Tình bạn không? Tình bạn. Người nào muốn nghe về cái vị thầy này rất là nổi tiếng, người Ả Rập mà bây giờ đã qua đời rồi. Thì trước khi vị này qua đời có rất nhiều đệ tử họp lại hỏi nhiều câu hỏi á. Thì một trong những cái câu hỏi đó là thuộc về sự giáo dục, mà có lẽ nói là hơn là cái sự, không phải sự giáo dục tầm thường. Nói đi thăm mấy người bệnh về cái mặt mày khó chịu quá, nó không giống hồi chiều. Tức là họ hỏi về vấn đề giáo dục đạo đức á, phải không? Cũng như sư phụ dạy quý vị, chứ không phải là hỏi về vấn đề những người thầy giáo bên ngoài chưa. Thì một vị học trò hỏi ông thầy như thế này nè: thầy ơi, nói cho chúng con biết về vấn đề giáo huấn. Chắc là phải nói giáo huấn không phải giáo lý hả? Giáo dục đạo đức á, đại khái vậy. Preaching mà tiếng Việt nó nói gì? Preaching thôi, nói là vấn đề dạy dỗ đi ha. Dạy dỗ nó có nhiều phương tiện. Thì ông thầy ông nói như thế này: không có một người nào có thể làm cho chúng ta thấy biết được cái gì mà ngoài cái sự chúng ta đã có sẵn ở trong tâm thức, nó đang ngủ sẵn trong tâm thức của mình. Tức là những gì, thí dụ như những gì sư phụ nói cho quý vị nghe mà quý vị hiểu được, quý vị vỗ tay, quý vị hoan nghênh, quý vị thích, cái đó là những gì quý vị đã có sẵn trong mình rồi. Rồi sư phụ nói ra mới hiểu được. Hiểu không?
Ví dụ như sư phụ nói những người đại học đó mà nói, mấy ông giáo sư đại học nói chứ mấy người tiểu học đâu hiểu đâu, nha. Đại học với nhau nói hiểu liền, nha. Tại nó có sẵn những cái nó có những cái đà sẵn rồi, chưa trong đó. Những cái sự hiểu biết này nó nằm ngủ quên ở trong tiềm thức của mình á, thì khi nào mà người thầy họ nói lên á thì mình lập tức hiểu ngay, mình chấp nhận được liền. Còn những người không chấp nhận được, không hiểu được, đó là những người chưa có tiến bộ tới cái mức đó, có hiểu không? À, có bao nhiêu đó thôi. Thì sư phụ hồi đưa về cũng nói giống y mà, có lẽ không nói với người Việt Nam nhưng mà nói với những người Tàu. Sư phụ nói tất cả những gì sư phụ chỉ dạy cho quý vị đó có sẵn rồi, nhắc lại thôi. Nếu khi bỏ quên á, nhắc lại nó mới nhớ. Thành ra sư phụ không có làm cho quý vị thành Phật được, nhưng mà nhắc cho quý vị biết là quý vị là Phật, rồi quý vị từ từ ôn lại bài vở của mình là nhớ mình thôi. Ok, vậy thôi. Chứ không ai làm cho ai thành Phật được cả, không ai dạy cho ai được cái gì cả. Hồi đó giờ sư phụ cũng nói như vậy, nhưng muốn biết đối với người Việt Nam có nói không thì không biết. Cũng có lâu lâu có nói lần. Ờ, vậy thì thấy nó cũng giống y hả? À, vậy đỡ quá. Ông nói tiếp rằng những vị thầy mà thường thường đi trong những cái bóng mát của những ngôi chùa đó, ở những người mà nương náu, những vị thầy nương náu trong bóng mát của những ngôi chùa và chung lộn với những người mà tín đồ đó, không có bao giờ mà cái phần cống hiến cho những tín đồ đó cái trí huệ của mình, nhưng mà chỉ cống hiến cho những tín đồ đó cái lòng tin mãnh liệt của mình và cái lòng thương yêu rộng lớn của mình mà thôi. Với có lẽ rằng cái câu này có nghĩa rằng không có thầy nào dạy mình cái gì cả, thấy chưa, mình tự mình đã có trí huệ. Nhưng mà ông thầy đó vì cái sự, vì một cái làm một cái sự tượng trưng, nha, làm một cái hình dáng cho mình nương náu, chưa, làm những cái hình dáng của một người có lòng tin vào trời Phật, đó, cái lòng tin mãnh liệt vào trời Phật, và cho mình biết và cho mình cảm thấy được cái lòng thương yêu vô bờ vô bến của cái vị thầy đó, rồi từ cái lòng tin mãnh liệt của vị thầy đó cho mình thấy rõ ràng, mình thấy một cái như một cái ví dụ cụ thể, rồi từ cái tình thương yêu vô bờ bến của vị thầy đó làm cho mình cảm thấy an ổn, mình cảm thấy nhẹ nhàng, mình quên hết những cái âu lo, mình quên hết những cái chướng ngại trong tiềm thức của mình, rồi tự nhiên á, vì mình bỏ xả hết á, rồi tự nhiên mình nhẹ nhàng ra, rồi tự nhiên cái trí huệ của mình nó tự nhiên nó sẽ sáng suốt lên, quý vị hiểu không? Chứ không phải cái vị thầy này cho mình cái trí huệ gì cả, hả? Thí dụ bây giờ mình là con người với nhau, mình nói mình mới hiểu, chứ giờ sư phụ đưa ra mình đứng giảng trong chó hoài à, thì nó sẽ sủa lại mà thôi, hiểu chưa? Có hiểu? Là bây giờ sư phụ bắt con cóc mà đem lên bỏ nó ở trên bàn kia, hoặc là nó nằm chung giường với sư phụ mỗi ngày vậy, nó chịu nói không? Mặc dù cái giường của sư phụ là giường quý nhất, thí dụ quý vị ai cũng thích nằm chung giường sư phụ, nói thiệt vậy phải không? Thích nằm, dù khi sư phụ đi lên cảng á, nó mướn mấy cái hotel hay cái nhà cho sư phụ ở tạm á, một vài ngày đó. Rồi cái khi mà sư phụ mà vừa nhảy ra khỏi giường là tụi nó nhảy lên giường liền, ôm nhau cả đống ở trên giường á. Lăn đùng ra giường, người này lăn tới lăn lui cho nó đã, hung hít mấy cái giường á, trời ơi là trời. Thì đại khái là như vậy, đối với người đệ tử là thương mến cái giường sư phụ như vậy. Nhưng mà giờ bắt con cóc mà nó nằm cho nó mấy ngày là nó chịu không nổi, bắt nằm chút rồi nó nhảy liền à, phải không? Mà cái giường nó khô khan, nó không có bùn đất, nó không có những cái mùi hôi hám. Con cóc nó đâu có chịu được à, thì đại khái là như vậy. Đồng thanh nó tương ứng, hiểu chưa? Thành ra những cái gì sư phụ nói cho quý vị nghe là quý vị đã có sẵn rồi, cái trình độ của quý vị đã mở lần lần tới đó rồi, sư phụ nói mới hiểu mới nhớ liền à. Còn nếu không thôi chịu, nói như nước đổ lá khoai. Thành ra nhiều khi quý vị thấy sư phụ đối với quý vị đâu phải lúc nào cũng chỉ là cứ dạy dỗ đâu, biểu quý vị phải làm này kia, sư phụ đâu có biểu đâu. Chứ trừ khi truyền tâm ấn thì sư phụ nói là đấy, ăn chay thì nó tốt cho mình, ha. Giữ giới thì tại vì nó không có đi ngược lại cái đạo đức của mình á, cho nên mình khỏe khoắn hơn. Thí dụ mình không thích ai giết mình
thì mình không nên giết người ta. Tại mình giết người ta là mình đi ngược lại cái nguyện vọng của chính mình, có hiểu không? Cho nên mới làm cho mình cảm thấy đau khổ, bực bội. Chứ không phải sự bắt buộc quý vị là phải theo cái giới như vậy đâu, không phải vậy. Cái đó là cho quý vị biết rằng nếu cái gì mà ngược lại nguyện vọng của chính quý vị là quý vị sẽ đau khổ. Đau khổ thì mà cảm thấy tội lỗi hoài, cho nên phải trở tới trở lui cho người ta giết mình 2-3 lần như vậy. Mới nhẹ nhàng cái tâm hồn, mới nghĩ à tôi đáng bị giết như vậy. Tôi trước kia tôi làm tội vì vậy là đáng đời tôi, vậy nó khỏe. Nó hết cái cảm giác tội lỗi. Cho nên rồi cái người mà nhưng mà cái người giết mình nó đâu có nghĩ rằng họ trả thù mình đâu. Rồi cái cũng có cảm giác tội lỗi nữa. Rồi cái tội tới tội lui, cái lộn tới lộn lui hoài. Rồi cái chạy tới chạy lui giết nhau hoài như vậy. Cho nên mới sinh chuyện. Chứ không phải tất cả những cái giới mình sư phụ đặt ra, không phải sư phụ cấm quý vị nha. Không phải sư phụ làm tàn, nói rằng tôi biết nhiều, cấm quý vị không được làm gì, làm giống ai mấy mấy. Cái đó tại vì trong cái lúc truyền tâm ấn nói ngắn quá thì không có cái giảng giải nghĩa là được rõ ràng, thật liệu là không giết người, không thuốc, không rượu, đại khái vậy thôi. Nhưng mà thật ra những cái này đều là có lợi cho quý vị, đều quý vị phải nên làm mà thôi. Chứ không phải sư phụ cấm cản gì cả. Ai làm thì tự nhiên cảm thấy tội lỗi là tự biết ấy. Tội lỗi là tại sao? Mình đi ngược lại nguyện vọng của chính mình mà. Mình biết giết người ta là không tốt. Tại người ta giết mình, mình cũng không thích. Cái nguyện vọng của chính mình là được, là mình tham sân quý tử, mình được sống còn ha. Mà mình đi ngược lại cái nguyện vọng của mình giết cái người khác. Mình biết cái người đó cái nguyện vọng cũng giống y như mình như vậy, mà mình làm vậy là làm trái ngược cái bản chất của mình, có hiểu không? Cái gì mà làm trái ngược bản chất của mình là làm cho mình đau khổ, chứ không phải làm cho cái người kia đau khổ. Khổ vậy đó. Thành ra giới luật đều là để nhớ lại những cái bản chất của mình muốn gì, mà mình đã đối đáp với người khác giống y như vậy thôi. Kỹ sở bất dục vật thi nhân vậy thôi. Tức là cái gì mình không muốn thì không làm cho người khác, cái nhiều đó thôi. Chứ không phải cứ không phải sư phụ bắt buộc quý vị giữ giới luật làm gì, ăn chay rồi gì cho nó cực. Thấy chưa? Cực sư phụ á. Nếu ta thả lỏng ai cũng ăn mặn, sư phụ đệ tử sướng quá, ai cũng vô thả dạng, không ai chửi bới, không ai mắng mỏi gì sư phụ, không ai phỉ bán công kích gì sư phụ cả. Sướng quá. Thượng hoàng hạ cám, ai cũng nhào vô đó. Chứ rồi mấy người bán thịt bán cá đâu cũng khoái sư phụ lắm. Làm gì cái thù nhiều, bạn ít. Nhưng mà sư phụ không thể dạy quý vị đi ngược lại những cái nguyện vọng của chính quý vị được. Đại khái nó như vậy. Mà tại sao nói nhiều quá vậy cả? Nó sao lộn tới bên kia vậy cả? Thành ra ý sư phụ nói rằng sư phụ không có bắt buộc quý vị làm cái gì cả. Không có dạy dỗ quý vị bao nhiêu cả. Trừ cái như cái quý vị thấy sư phụ đâu có bao giờ ngồi đó mà nghiêm mặt mà dạy dỗ được cái kiểu đâu. Ít lắm phải không? Chứ từ khi nào những người nào làm bậy bị sư phụ quạt thôi. Nực quá quạt. Chứ còn thường thường thì sư phụ nói chuyện như là ngồi nói chuyện uống trà vậy, thấy như là mình bạn bè ngồi nói chuyện nhau phải không? Rồi quý vị nói sư phụ nói gì đâu, nghĩa là giáo lý rất là cao thâm, sư phụ nói nhẹ nhàng mà. Nói chuyện thường thôi. Thấy chưa? Rất là thường. Nhưng mà trong cái sự tầm thường đó làm cho quý vị nhẹ nhàng, thanh thoát, không có cái sự đề kháng ở bên trong. Không cảm thấy rằng cái người này ngồi đó chỉ tay năm ngón bắt mình làm này kia. Tự nhiên nó nhẹ nhàng tâm hồn, nó cởi mở ra. Rồi sư phụ sẽ truyền dạy những cái vô hình khác. Hoặc là tự nhiên quý vị Cái sự mà hiểu biết của sư phụ vô hình đó, nó sẽ khơi dậy những cái sự hiểu biết của quý vị mà đã tiềm ẩn trong tầm thức, tiềm thức của quý vị hồi xưa. Tại dạy mà không dạy là như vậy đó. Nhiều khi sư phụ nói chuyện cũng được, mà không nói cũng được, uống trà nhau cũng được, cho quý vị ngồi ngắm cũng được, hoặc là cho quý vị hát chung với sư phụ cũng được. Hát là cái miệng quý vị hát thôi, cái đầu óc quý vị nó hát chút thôi, nhưng mà cái linh hồn của quý vị đang thưởng thức những cái món ngon hoặc lạ khác, hiểu chưa? Cũng như nhiều khi mình vừa đánh răng mà mình vừa hút sáo á, lấy răng ra đánh rồi hút sáo. Không, tại vì con người mình nó vạn năng, quý vị hiểu không? Có thể làm được nhiều việc trong một lúc lắm. Thành ra nhiều khi sư phụ ca hát với quý vị cho, chứ cái đầu óc của quý vị nó thanh thản á, nó không có chống bán lại sư phụ á, nó không có đứng đó mà nó phê bình, nó không có đứng đó mà nó tức tối cái gì sư phụ đó. Thấy sư phụ nhảy đầm sướng quá cũng nhảy vui vậy thôi. Thấy sư phụ hát ngồi nghe mê mẩn á, mà đâu biết sư phụ tiêm thuốc gì làm sao đâu. Thấy không? Thành ra trong này ý ông nói là những vị thầy mà thật tình á,
họ chỉ có như đốt lên một ngọn đuốc cho mình thấy cái hình dáng như vậy để mình noi theo, mình theo đi theo đường theo theo cái ngọn đuốc đó thôi, chứ họ hoặc là họ chỉ cho mình một cái tình thương rất là rộng lớn, rồi từ đó mình tự phát triển, từ đó mình tự phát triển. Thì cho nên nhiều khi sư phụ đâu có ngồi đó mà dạy dỗ kiểu gì đâu, không thì cũng hát không, bất cứ sư phụ làm việc gì cũng được cả, sư phụ làm việc gì cũng là ở trong đạo cả, bởi vì cái tâm sư phụ lúc nào cũng ở trong đạo cả. Còn cái hát hoặc là nhảy là cái chân của sư phụ nhảy thôi, cái tâm ta đâu có ly khai đạo đâu. Cho nên quý vị gì ạ? Cho nên quý vị gần sư phụ mà bất cứ sư phụ làm gì quý vị cũng vui hết, là bởi vậy, tại vì biết mình ở trong đạo, mình tắm ở trong đạo, mình sung sướng ở trong đạo, mình thấm nhuần cái đạo rất là rõ ràng minh bạch, phải không? Nhiều khi mà miệng mình hát mà cái tâm mình hiểu là sư phụ muốn gì không, mà cái tâm mình nó thơ thới hân hoan một cách khác, chứ không phải như cái lúc mà nghe những cái bài hát thường của những người ca sĩ khác, phải không? Mặc dù những người ca sĩ khác cũng hát giống y sư phụ vậy, cái bài cũng giống vậy, nhiều khi hát có thể hay hơn sư phụ nữa, có đạt nhạc đệm là nhiều hơn hả, nhưng mà quý vị nghe đâu có giống nghe sư phụ hát đâu, rõ ràng thấy không? Thành ra sư phụ làm gì cũng mà kệ, bá làm trò gì trên này cũng mà kệ, miếng bá ngồi đó được. Là bởi vì sư phụ không có thể nào trực tiếp nói cho quý vị biết những cái gì sư phụ biết cả. Nói như vậy là thí dụ như sư phụ mà tự mình ăn cơm lấy rồi quý vị ngồi đó no đâu có được đâu. Ta ăn thì ta phải biết chứ, còn quý vị ăn là quý vị ăn chứ. Làm sao mà một người này ăn mà người kia biết được cái mùi vị được? Cho nên không thể làm cái chuyện đó được. Sư phụ biết là sư phụ biết là quý vị phải tự biết rồi. Còn những gì sư phụ nói là làm không có quan hệ gì sự biết của quý vị cả. Nhưng mà cũng có quan hệ, bởi vì làm cho quý vị, sư phụ là chỉ coi như một cái ví dụ cụ thể cho quý vị biết rằng con người ta phải như vậy, con người ta có thể đạt được những sự như vậy, con người ta là như vậy mới đúng đắn là con người. Mà tại sao mình bây giờ lại có một nửa thôi, mình nửa hoặc là một phần tư của người thôi, thì mình phải bắt chước cái bà đó, cái ông đó, đặng cho mình làm cho con người mình nó càng ngày nó càng hoàn mỹ, nó càng vạn năng. Mình nhớ lại cái quyền lực tối thượng của mình đó, hiểu chưa? Càng ngày càng nhớ lại, tại có người này làm ví dụ cho mình thấy, có một ngọn đuốc nó đốt lên là những ngọn đuốc kia sẽ đốt được, tại giống y nhau. Ngọn đuốc cũng tẩm dầu, cũng cỡ đó, cũng lớn cỡ đó, hễ mà thắp vô là sáng, thắp vô là sáng. Thành ra những vị thầy á chưa chắc dạy mình những cái gì cả, nhưng mà họ phải có ở đó. Cho nên nhiều khi quý vị cũng có học giáo lý của sư phụ nhiều, hoặc là sư phụ cũng có gửi những người xuất gia qua, nhưng mà những người xuất gia nhiều khi họ nói chuyện cũng hay vậy, họ đem tất cả những cái bí mật của sư phụ họ nói ra, còn hơn là những sư phụ nói nữa. Nhiều khi những chuyện của họ nói ra sư phụ đâu có bao giờ nói ra. Thí dụ như Thổng Quang á, hồi xưa ông sư Đồng Quang á, Thổng Quang á, ông ấy nói, ông sư nó nói những cái chuyện mà sư phụ có bao giờ thổ lộ cho quý vị nghe đâu. Hoặc là nhiều khi những người mà ở gần bên khác họ sẽ nói cho quý vị nghe những cái chuyện mà liên quan về sư phụ, nhưng mà chính miệng sư phụ không có nói ra. Nhiều khi mình sư phụ có nghĩ tới những chuyện đó, thí dụ như bữa nay Thổng Quang nói cái vụ mà sư phụ quỳ xuống xin giùm cho hai người kia đó, mà quỳ trước mặt mấy công chúng nữa, mấy người cảnh sát nữa, chứ không phải quỳ trước mặt đệ tử không à, trước mặt mấy người lạ, người cảnh sát á, cảnh sát kêu mấy người lên đến mà làm khó dễ á, sư phụ quỳ đó, mà nó quên mất tiêu, bữa nay hắn nói lại sư phụ mới nhớ, quên mất tiêu rồi, chính sư phụ cũng quên, làm sao nói cho quý vị nghe được, làm sao quên á, có nhiều khi đệ tử họ nhắc những cái chuyện mà sư phụ không nhớ ra được á, sư phụ cứ hỏi hoài, có thật sư phụ làm vậy không? Có thật sư phụ nói vậy không? Nó phải đem chứng minh cho sư phụ mới tin. Nhiều khi sư phụ quên. Cho nên nhiều khi sư phụ có gửi nhiều người đến như vậy, rồi quý vị cũng quen rất nhiều người, cũng biết những trí huệ vậy, cũng tốt vậy. Nhưng mà tại sao quý vị cứ đòi hỏi sư phụ phải lại hoài? Tại vì nó không giống, nó không 100%. Anh vậy đó. Thành ra, nhưng mà sư phụ lại thì cũng nói cỡ đó thôi, nhiều khi đâu có nói hay bằng ông này. Những cái chuyện bí mật giờ chưa ông nói chắc quý vị nghĩ hay lắm. Những cái chuyện này bí mật đó đâu có ai nói đâu, sư phụ cũng không nói.
Sư phụ nghe cũng ngồi say mê không? Vậy nhưng mà cũng vẫn thích sư phụ lại như thường. Mặc dù sư phụ không có kể mấy chuyện đó. Nhưng sư phụ lại cũng đâu có nói chuyện gì với quý vị đâu. Như hôm qua đó, ngồi thôi. Hôm kia cũng ngồi thôi. Ngồi thôi, người nào người đấy ngồi thử một đống thôi. Nhưng mà quý vị thích vậy. Chứ nếu không thích bữa nay đã không trở lại nữa. Nếu mà 2-3 ngày ngồi mà thấy sư phụ không nói gì mà chán rồi bữa nay đâu có lại nữa phải không? Ngồi vậy nữa mà cũng không chán rồi cũng lại nữa. Cho nên ở đây nói rằng nhiều người nói rằng theo sư phụ vì cái giáo lý của sư phụ hay quá, hợp lý quá. Cái đó là giáo lý của quý vị hay, giáo lý của quý vị hợp lý, cái lòng của quý vị hợp lý, cái trình độ của quý vị nó hợp lý, nó cao. Chứ không phải sư phụ, không phải sư phụ nói cho sư phụ nghe đâu. Nói là nói cho quý vị nghe. Mà tại sao nói cho quý vị nghe? Tại vì quý vị trong tâm có yêu cầu những điều đó. Thầy nói đó toàn là đồ của quý vị không? Rồi sư phụ đưa ra cho coi, nó nói, ô trời sao đẹp quá, đồ của ai vậy? Đồ của quý vị không à? Hiểu không? Cái tâm mình muốn gì mình sẽ nghe những điều đó. À, sư phụ nói ra đều là vì quần chúng mà nói thôi, chứ không phải vì nói cho sư phụ nghe. À, thành ra nhiều khi sư phụ tính nói chuyện này mà lát cái quên mất nói chuyện kia không à. Cho nên trong cái câu này có nghĩa nói rằng những vị thầy không phải dạy dỗ cho học trò những cái gì cả, nhưng mà để làm một cái ví dụ cụ thể và đem cái tình thương thật sự của mình mà lan tỏa ra thôi. Rồi những người học trò họ tự họ sẽ hiểu biết. Vì cái tình thương đó họ sẽ xả bỏ hết tất những cái quan niệm, những cái thành kiến sai lầm và những cái gút mắt trong lòng họ xả bỏ đi. Rồi tự nhiên cái không gút không mắt thì tự nhiên đời nó sẽ xong sẽ sáng suốt. Thì cũng như cái trí huệ mình nó sự tự nhiên nó sẽ hiển lộ ra mà thôi. Rồi mình cứ nghĩ rằng mình có bao nhiêu đó thôi. Hả? Mình chỉ là một ông kỹ sư, một bác sĩ nào vĩ đại bấy nhiêu đó thôi. Mình đâu ngờ đâu mình còn vĩ đại gấp 100.000 lần, vạn ức lần nữa. Mình là vạn năng, mình là toàn năng. Mình biết cái gì, tất cả đều biết, mình muốn cái gì cũng được hết. The astronomer. Astronomer? Ồ, nhưng giờ những... Nói tiếp ha, tiếp theo. Sư phụ vừa đọc vừa bình luận ha. Và tiếp theo. Thí dụ như một vị... Nên vị thầy này nói tiếp, thí dụ như một người phi hành gia không gian, họ có thể nói cho anh biết cái sự hiểu biết của họ về không gian mà thôi, nhưng mà họ không thể cho anh cái sự hiểu biết của chính họ được, hiểu không? Có thể nói thôi. Thì cũng vậy. Sư phụ cũng vậy. Sư phụ biết cái gì sư phụ nói cho quý vị nghe, nhưng mà sư phụ không thể cho quý vị biết cái sự biết của sư phụ được. Sư phụ không phải muốn giữ lại cho chính mình, nhưng mà người nào biết người đấy biết à? Hả? Người cha làm giáo sư mà người con không thể hiểu được cái sự thông minh của ông cha được, trừ khi họ học lên giống như vậy thì họ hiểu được. Cho nên hôm nay thí dụ như sư Đồng Quang nói cho quý vị biết rằng cái lúc mà sư Đồng Quang đau khổ tột cùng đó, mà oán trách sư phụ đó, giận ghen với sư phụ, nghĩa là sư phụ bây giờ không có dùng ổng, không có dùng ổng nữa, dùng người khác. À, chắc có chuyện gì đó, đối đãi người đó tốt lắm, giống y như đối đãi với ông hồi xưa vậy. Sao bây giờ không có đối đãi với ông tốt hoài mà đối người khác tốt. Sư phụ học trò nhiều mà, cái mỗi ngày cái đối một người tốt đâu có được. Ha? Rồi cái người mà bị mà cái vần lơ là đó thì ghen, à tức. À, rồi nghi ngờ đủ chuyện, nó chắc sư phụ mê ông này, mê bà kia, nó bây giờ bỏ tôi đại khái vậy đó. Thế nào cũng có. Nhiều khi không có hiểu được cái chuyện bên trong của sư phụ á, không có cái duyên nợ của người đó kiếp trước như thế nào, không hiểu cái cách sư phụ dùng để mà độ người đó như thế nào. Mỗi học trò khác nhau, nhiều khi muốn độ một người rất là khổ sở. Sau này hắn đi, sư phụ cho hắn đi ra ngoại quốc á, độ có 2 người thôi mà hắn khổ cực cả mấy tuần lễ, chừng đó hắn mới biết mùi một chút. À, là mới hối hận, mới thương sư phụ. À, thì sau này độ 2 người thôi, 2 người thôi mà hắn chịu hết nổi rồi. Mà những nại đủ thứ hết trơn, sợ hắn nói vậy đó. Mới biết một chút thôi, đó là một phần triệu, một phần tỷ, một phần ức vậy thôi. Vậy mà cũng biết chút. À. Thì cái lúc mà hắn hoảng giận ghét sư phụ đó, ghen với người kia hoặc là nghi ngờ gì sư phụ đó, thì cái lúc đó cái tâm hồn đúng là ở dưới địa ngục chứ không có đâu trơn. Đó. Kể là không có chịu nổi ai. À, cái lúc đó không ai nói gì mà hiểu được hết trơn. Thành ra cái lúc đó một người, chỉ có một người duy nhất mà làm cho hắn mà lên thiên đàng liền tay tại chỗ là sư phụ thôi.
Nhưng mà sư phụ không cho hắn lên. Tại sao? Dễ quá mà. Dùng mắt tay thôi, lại thôi, cho đứng gần bên một ngày mấy tiếng đồng hồ là bớt bệnh liền. Nhưng mà sư phụ không có làm. Để cho hắn tự hắn phải thoát khỏi cái vòng đó mới được. Thoát khỏi những cái sự nghi ngờ đen tối như vậy. Thoát khỏi cái trình độ thấp kém, những cái trình độ Atula. Hiểu chưa? Vượt qua một cái tầng lớp khác. Tự mình thi đậu mới hay, chứ còn ông cha mình không làm giáo sư, không viết bài giùm cho mình ấy, mình cũng ngu như thường. Mặc dù mình đứng nhất. Hiểu không? À, thì thì đại khái nó như vậy. Cho nên nhiều khi quý vị cảm thấy sư phụ lơ là bỏ rơi quý vị, không phải gì đâu. Đến một lúc nào đó quý vị sẽ hiểu rằng sư phụ chưa bao giờ rời bỏ quý vị một ly, một phân, một giờ, một phút, một giây nào cả. Lúc nào cũng sẵn sàng đứng gần bên. Chỉ có quý vị bỏ sư phụ thôi, không thèm nghe, quay lưng đi, khinh thường sư phụ, không có tin tưởng, không có muốn sự giúp đỡ của sư phụ, nghĩ rằng mình tự mình làm được. Con nít mới đẻ sao tự mình một pha sữa uống được? Tự mình mà con nít mới đẻ một chưa đầy một tuổi làm sao tự mình mà chạy mình đi xe đạp được, phải không? Phải từ từ, phải có cha mẹ dẫn dắt, sáu này sẽ được, chứ không phải là cha mẹ lúc nào cũng nắm tay dắt hoài, làm cho mình phải đi chập chững hoài. Cha mẹ không thể nào cản được, cứ khi mình lớn tuổi mình phải chạy thôi. Dù cha mẹ có muốn cản mà muốn bắt mình làm con nít hoài cũng không thể nào được. Thì đại khái nó như vậy. Khi mà quý vị mới truyền đạo ấn hoặc là mới học thì phải nhờ vả thầy chứ. Sư phụ hồi nhỏ cũng vậy, đây có một thầy cũ sư phụ nè. Hồi nhỏ sư phụ cũng đâu biết, bây giờ sư phụ thông minh nhưng mà hồi nhỏ phải học với ông á. Thấy không? Đâu có phải lúc đó nói là tôi không cần ông đâu. Tôi một mình tôi tự viết, tự đọc, tự học lại đâu có được. Phải nhờ thầy, không thầy đố mày làm nên. Mà nhiều khi cái tự ái của con người nó cao quá đi. Nó thấy thầy giống mình y như hệt, nhất là con gái nữa. Thấy bà nhỏ nhỏ, ôm ôm. Nói chuyện giỡn giỡn không rồi hát không rồi tùm lum. Mà thấy bà nhiều khi săn sóc cho mình quá chừng, không chừng bà mê mình nữa. Chắc mê quá rồi đó. Tại khái vậy, khinh thường, hiểu không? Không có cần sự giúp đỡ của sư phụ. Cái tính tự ái nó quen. Nghĩ là ở ngoài đời cái gì mình cũng làm được. Nhưng mà đâu có biết. Cái đời này nó nhỏ lắm. Còn nhiều chuyện khác ở ngoài cuộc đời nữa mà mình không biết được. Mà những người đã biết trước hơn mình thì họ dìu dắt mình thôi, chứ họ cũng đâu có muốn mình mà lúc nào cũng làm đệ tử hoài đâu. Đâu có, chừng nào mai mốt rồi có cẳng có giò là tự chạy tự bay hết. Như chim á thì con cái nó mới sinh ra hả, thì nó tập cho bay cho nhảy hoài, phải không? Đêm mồi được về đút cẩn thận lắm. Ngày nào cũng đêm mồi về, nhắc nhiều khi mưa to bão lớn như vậy mà mẹ cha cũng đi ra để kiếm mồi về cho đút cho con nó ăn. Rồi cực khổ gì mấy nó cũng phải dạy cho tụi nó bay mà sát cánh mỗi ngày như vậy. Mà cái khi mà có cánh nó bay được rồi á, dẹp luôn nó, đá luôn nó, đi ra ngoài luôn, không có thấy mặt nữa, thấy không? Nhưng mà cái lúc mà cha mẹ con chim nó săn sóc cho mấy con chim nó nghĩ rằng lúc nào cha mẹ nó cũng vậy hả, nó theo sát bám sát hoài, không có. Rồi sư phụ cũng vậy thôi hả, sư phụ đâu có muốn quý vị làm đệ tử hoài. Dạy dỗ cho quý vị, mang quý vị khôn lớn là thôi luôn chứ. Dẹp đi chứ hả? Như quý vị nuôi con gái khôn lớn là cho nó ra lập gia đình, nó đi kiếm ăn công việc làm, chứ đâu có ngồi đó mà nuôi nó hoài đâu, phải không? Cũng như thầy của sư phụ nè, mà sư không dạy, sư phụ dạy xong rồi dẹp đi chứ. Bắt sư phụ đi lên trung học cũng đâu có giữ lại hoài đâu. Đâu có nói mày lọc trò tao, bây giờ mày ở đây hoài làm một trò, đâu không có cái đời nào không có chuyện như vậy cả. Cái chuyện tầm thường là con chim và những người thầy dạy giáo thường bên ngoài thôi, mà họ đã biết như vậy huống chi sư phụ lẽ nào không biết sao. Mà cái người nào mà được sư phụ săn sóc nhiều là người đó bệnh hoạn nhiều, nghiệp chướng nhiều, để cho sư phụ rửa cho sạch sẽ rồi muốn đi đâu đi. Nhưng mà những cái rửa nó la lối lùm xùm á, chửi á, chửi sư phụ á. Hồi nãy sư phụ đi thăm cái ông anh thì bị thương á, chung với cô Thơm á. Cô Thơm thì nằm đó rồi, không có nói gì được, run quá rồi. Nghĩa là hết miệng, hết mồm gì nói được. Còn anh kia thì complain. Còn có miệng mồm thì complain á. Trời ơi, sư phụ ơi, nó cứ lấy máu con hoài à. Con nó đau gần chết rồi, mà vô đây mấy cái người mà nó thực tập nó còn cứ đòi lấy máu hoài. Nó lấy được nó chơi cho vui á. Nó thực tập với nhau á. Sư phụ nó không có đâu, không bao giờ bác sĩ cho phép họ lấy hơn là
cái sự mà cần thiết. Mặc dù họ là những người thực tập, nhưng mà họ được lệnh bác sĩ tới lấy máu đặng thử. Không, nó nghi. Nó không phải vậy đâu. Nó thực tập, nó lấy máu, nó kiếm cớ bằng nó lấy máu. Bệnh quá rồi, tức gắt lên đó chứ, la ông sùm á. Sư phụ mới khuyên, sư phụ nó không được nghĩ vậy cho người ta. Lúc nào cũng phải niệm năm vị Phật thôi, nghiệp chướng mình phải đáng chịu. Nếu anh không có nghiệp, tại sao ở đây mấy trăm người không ai bị, anh nhào vô anh bị vậy? Thì thôi, ráng chịu, không có được nghi ngờ người ta rồi cái nghiệp mình nó nặng thêm. Người ta ân nhân của mình mà nghĩ vậy, thấy không? Tu hành mà còn vậy đó. Bị chút xíu thôi mà vô đâu nghi ngờ tùm lum hết trơn người ta vậy đó. Huống chi là sư phụ mỗi ngày cọ sát chùi rửa thì nó chửi sư phụ là phải mà. Nhất là sư phụ đâu có đeo bằng bác sĩ rồi gì đâu. Kia người ta có bằng cấp của người đời đóng dấu rồi đàng hoàng vậy mà nó còn nghi à. Nhà thương người ta lớn, người ta làm bao nhiêu trăm ngàn người đó, đâu phải mình ảnh đâu. Mà vô mà dám nghi người ta kiếm cớ lấy máu bậy chơi. Thực tập. Thực tập. Trời ơi là trời. Hiểu không? Sư phụ ra là quý vị từ lòng tin tưởng mà lại thôi. Sư phụ đâu có bằng cấp mà để ra cho người ta coi đâu. Hiểu chưa? Thường thường người đời ở đây là tin tưởng bằng cấp mà thôi. Thấy chưa? Rồi bây giờ sư phụ những cái người nào mà thí dụ như người nào nghiệp chướng nặng mà là cần sự giúp đỡ mà cấp kỳ của sư phụ mà cái bằng intensive, tức là một cách, nghĩa là cái là tẩy rửa một cách gì đó gấp gáp á, cấp tốc á, hoặc không phải intensive, không phải cấp tốc, không no, khẩn cấp là emergency. Intensive. Tức nói thì nói vậy nhưng mà trong cái câu này không phải vậy. Cái lúc đó là cái bằng chăm sóc một cách có thể nói là như là hết sức là vậy, tận tình á. Thấy không? Vừa cấp gốc, vừa cấp tốc mà vừa tận tình, vừa lẽ đằng nữa đó, intensive. Thế những người đó thì sư phụ phải bắt về mỗi ngày chùi rửa. Dùng đủ mọi cách, nhưng mà những người đó sẽ giận sư phụ. Thấy chưa? Giận cái lúc đó thôi, sau này nghĩ lại chắc biết. Cũng có nhiều người như vậy, sau này gọi điện thoại lại xin lỗi sư phụ. Nhưng mà xin lỗi rồi cũng, cái nghiệp nó cũng xong rồi, không có được lại gần nữa. Hiểu không? Phải chi cái lúc mà sư phụ thương yêu chiều chuộng mà rửa ráy đó ha, mà cảm ơn sư phụ mà biết hợp tác với sư phụ á, thì cái sự cảm tình nó còn lâu dài nữa, sư phụ còn tiếp tục rửa ráy cho nhiều nữa, chăm sóc cho nhiều nữa là nó lẹ lắm. Nhưng mà thường thường những người bệnh nhân mà họ la oai oái à, họ biết là bác sĩ á tốt với họ nhưng mà họ đau khổ họ cũng chịu không nổi. Thí dụ như hồi nãy có hai người mà bị sư phụ mới đi thăm đó, hai người mới bị cháy đó, sư phụ đi thăm đó. Cũng complain. Tại sao? Đi vô trong đó rồi người ta vừa lấy máu, lấy nước tiểu rồi dập tới dập lui, lau rửa tùm lum á. Đã đau rồi mà còn bị cọ sát nữa. Rồi bị lấy hai cái ống gì đó đút vô trong lỗ mũi đựng mà đo cái coi cái gas nó có vô trong phổi không, có hiểu không? Sợ nó bị thương gas, sợ cái hơi mà ga nó vô trong phổi rồi làm bị nội thương nữa. Thế do sau này nó sinh ra những cái chứng mà nan y nữa, hiểu không? Nội thương á, phổi sợ hư nữa, thành lo đút hai cái ống vô trong mũi đó, rồi đút tuốt đó, trong khi còn quý vị có cảm có thể tưởng tượng cái sự cực khổ, cái sự đau đớn tới mức nào, nhảy dựng lên là nhá, trách cứ quá trời. Cái này sư phụ biết, năm 17 tuổi sư phụ bị một lần, mà cái lúc đó người ta chích thuốc cũng mê cũng đỡ, còn cái này nghĩa là nó không chích gì hết trơn, nó đút vô vậy đó, thấy không? Đau khổ, đã bị thương cùng mình rồi mà vô đó bác sĩ còn làm vậy nữa thì dĩ nhiên là không có thương bác sĩ được à, hiểu không? Nhưng mà cái đó họ làm họ cứu mình chứ không phải họ cố tình làm cho mình đau khổ, biết như vậy mà vẫn không chịu được. Nhưng mà nhiều khi không biết nữa, như anh đó anh còn trách nữa, mấy người thực tập vô kiếm cớ đừng lấy máu hoài. Hiểu không? Đại khái vậy. Nhưng mà nhà thương họ đâu có cho phép mà kiếm cớ lấy máu bậy vậy được, không phải như vậy. Nhưng mà tại anh đau quá anh bực á, được chưa? Không có biết họ làm việc là cái đường lối họ như thế nào đó, rồi cứ ngồi đó trách người ta vậy đó, khổ vậy đó chứ.
thì cái công việc sư phụ nó cũng cực khổ, cũng cỡ đó, nhiều khi còn cực hơn, thấy chứ? Tại vì cái sự hữu hình còn biết được, là người ta đo cái, ta đổ để cái khí quản vô, người ta để cái hai cái ống vô là đại, tại vì muốn cứu cái phổi của mình, muốn đo cái khí quản của mình. Nhưng còn sư phụ làm việc vô hình đâu ai biết được đâu, hả? Hoặc là sư phụ nhiều khi sư phụ la mắng một chập đó, đó là những cái ống để mà đo khí quản thôi. Nhưng mà cái ống này nó không có giống mấy cái ống ở ngoài đời mà mình thấy. Thành ra nói sư phụ làm gì vậy? Chứ không có thể hiểu được. Còn cái kia có thể giải thích được. Còn những cái sự việc làm của sư phụ không thể giải thích được. Nhiều khi giải thích nó bớt cái cường độ để nó uổng đi nữa. Để cho họ chịu intensive, phải họ chịu một cái đau khổ cùng cực như vậy chừng nữa. Nó mới khai, nó mới mở ra. Có những cái bông hoa, hoa của sa mạc đó. Ví dụ quý vị mà có chơi hoa thì biết. Thí dụ như hoa thủy tinh chẳng hạn, hoa thủy tiên chẳng hạn, nếu mà không gọt, không cắt á, thì nó không ra hoa đúng ngày nha, mà nó không ra hoa đẹp nha, mà nó không ra hoa nữa là khác, thấy không? Thủy tiên biết không? Phải cắt, phải gọt cho đúng, đau đớn vậy, cắt gọt cái củ rồi nó mới ra. Hoặc là có những cái hoa mà hoa sa mạc, cactus á, hoa xương rồng á, mà cái khi mà mình nuôi trong nhà đó, cái lúc mà mùa đông á, mình không có được cho nó một giọt nước nào hết á, cho nó chết khô, chết héo, nó nhăn, nó nhó, nó cái bằng da dẻ nó tóm rộm lại hết trơn cái trời vậy đó. Là cái lúc mùa hè nó mới nở hoa, hoặc là mùa xuân vậy nó mới nở đầy hết cả cái cây đẹp. Mà nếu mà lúc đó mình chăm sóc cưng chiều nó, mà đổ nước cho nó mọc, nó phì đó, nó xanh, nó mập mập, nó ù ù nó, là không có cái hoa nào hết trơn. Quý vị có biết cái này không? Không hả? Kiếm đọc sách hoa là biết. Từ cái đó mình có thể nói ra những chuyện đạo. Sư phụ nói chuyện là rất tầm thường thôi. Rồi nếu không nói những cái này quý vị đâu hiểu được. Cứ nói đạo 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 hoài, không ai biết hết trơn. Nói dài quá vậy đó. Đọc tiếp nha. Tại quý vị muốn nghe chuyện mà. Bây giờ sư phụ đọc tiếp. Những người nghệ sĩ có thể hát cho anh nghe những cái điệu nhạc mà đã có đầy trong vũ trụ. Nhưng mà những người nghệ sĩ đó không thể cho anh cái lỗ tai mà có thể thưởng thức âm nhạc đó, hoặc là không thể cho anh cái giọng mà hát lên những bài nhạc đó được cả, hoặc là cho những cái cảm tình trong khi người ta hát đó, hiểu chưa? Cảm tình của người nghệ sĩ đó không thể cho được. Đại khái nó cũng giống như những vị thầy dạy dỗ học trò. Thí dụ có thể nói cho học trò biết rằng phải làm như nọ, phải thế kia, phải từ bi, phải bác ái. Thí dụ vậy đó, không có được dặn dỗ này kia từ giới đó. Nhưng mà những người học trò đó phải tự mình đích thân thể nghiệm những cái chuyện lợi ích tại sao phải làm như vậy. Rồi từ đó họ mới ổn định được. Chứ còn cái gì cứ nghe sư phụ nói rồi biểu rồi làm là chưa chắc làm đã hay. Hiểu chưa? Thành ra nhiều khi sư phụ không muốn nói nhiều. Sư phụ tuy rằng nói nhưng mà không nói, hiểu chưa? Nói mà không nói là như thế nào? Sư phụ đâu có nói đạo đâu. Tất cả những chuyện gì sư phụ nói đều là phủ định hết cả. Tại sao? Tại vì những cái sự hiểu biết của quý vị đều là phủ định hết. Toàn là thành kiến bậy bạ không, rồi sư phụ phải mở hoặc là khai những cái gút mắt của quý vị mà thôi, chứ đâu sư phụ đâu có nói cái đạo gì đâu. Những cái đạo đâu có nói được. Những cái gút mắt đó mở ra tự nhiên đạo nó sẽ hiện ra. Quý vị đã có sẵn đạo trong tâm, có sẵn trí huệ. Thí dụ như những người mà nhạc sĩ đó, mặc dù họ đờn rất là hay, họ hát rất là giỏi, nhưng mà quý vị tai điếc hoặc là không có thích âm nhạc thì đâu có hay đâu. Phải cái đồng thanh mới tương ứng, phải không? Tai điếc bây giờ cứ đứng gần bên thổi hoài, cái đờn khẽ tai trâu á, trâu đâu nghe đâu. Thành ra quý vị cũng phải có biết thưởng thức âm nhạc, phải có cái tai mà thích nghe âm nhạc, phải có cái khiếu âm nhạc á thì mới thưởng thức được, phải không? Cho nên sư phụ cũng vậy thôi. Tất cả cái gì mà sư phụ nói là quý vị khen hay, đó là quý vị tự khen quý vị đó. Tự biết rằng mình, trí huệ mình
đã rộng lớn tới mức đó, mình có thể chấp nhận được cái đó. À, mình tự có trong đó, mình mới hiểu được cái đó, đồng thanh mới tương ứng. À, người mới thích người với nhau, chứ còn cóc nó sẽ thích cóc. Bây giờ anh bắt một cô gái thiệt là đẹp, mình gả cho con cóc nó không chịu đâu. Phải không? Nó la làng á, chạy về cái đúng chỗ bùng lầy nước động đó, nó kiếm mà vợ nó. Vợ cóc á. Thành ra người, hình như người Tây Phương có một cái thành ngữ nói là cái sắc đẹp của con cóc, cái là để cho con cóc đực. À, mỗi cái vật trong đời đất này, mỗi chúng sanh trong đời đất họ có cái quan niệm và cái trình độ riêng tư của họ, không có ai ép ai được chứ. Hả? Cho nên nhiều khi sư phụ quý vị đi ra ngoài nó đổ người này đổ người kia đổ không được, tức muốn chết luôn. Tức cái gì tức? Cóc mà biểu bắt người ta cưới hoa hậu nó đâu chịu đâu. Thấy chưa? Cha mẹ bà con anh em chồng vợ mình cũng y như vậy thôi à. Cái trình độ khác là nó khác à. Mà duyên nghiệp với nhau thì ở chung vậy thôi, chứ không thể bắt buộc người ta được. Thành ra sư phụ đâu có tức tối gì ai đâu, đổ không được thôi. Thấy chưa? Không có tức tối gì ai cả. Tại biết rằng trong kinh Trang Tử á, Trang Tử Tinh Hoa có nói rằng con dung mà nó ngắn như vậy, mình kéo nó ra nó đau. Thấy chưa? Mình, cái gì mà ép uổng nó đâu có được. Tự nó có bấy nhiêu là nó có bấy nhiêu thôi. Kéo nó đau. Con cóc mà lớn mình, con muốn bữa lớn mình con bò lắp phình nó bể bụng. Nói tiếp. Những người nào mà chuyên môn biết về khoa học của bói toán á, họ có thể nói cho anh biết là cái khoa bói toán á, hoặc là những cái sự đo lường á, nó từ đâu đến, nhưng mà cái người đó không thể đem anh đến đó được, đem anh đến cái vùng đó được. Và những người nào và một người nào thấy những cái hình tượng gì, những cái cảnh giới gì đó, không thể cho người khác thấy y cảnh giới như mình được. Bằng chứng là thí dụ quý vị thấy trong lúc truyền tâm ấn không? Hả? Hai người ngồi sát bên nhau, hoặc là vợ chồng hoặc là mẹ con với nhau mà hai cảnh giới khác nhau. Người nào không thể biết cảnh giới người kia không thể biết cảnh giới của người nọ được. Mà không thể dắt nhau đi chung lên đường đó được. Cho nên con người rất là cô đơn. Cho nên tại sao bất cứ lúc nào mình cũng cảm thấy cô đơn như vậy? Sau khi truyền tâm ấn rồi nó bớt ha, bớt cô đơn, cảm thấy có sự ấm áp, có sư phụ lúc nào cũng sát bên vậy, hoặc là có đồng tu là nhiều khi nó cũng bớt. Chứ còn những người thường thường rất là cô đơn, người ta có vợ đẹp cách mấy, con ngoan cách mấy, người ta có bao nhiêu nhà lầu xe hơi, có bao nhiêu cái sự mãn túc đi nữa, vẫn có cái sự cô đơn nó trầm, nó gì đó thầm lặng ở trong tâm hồn. Tại bởi vì sao? Cảnh giới của mỗi người, người đó riêng biết mà thôi. Cho nên có nhiều khi họ nói rằng mỗi người là một hải đạo cho chính mình vậy, là đúng vậy đó. Không ai chia sẻ được cho ai những cái tâm sự được cả. Nhưng mà sau khi mình truyền tâm ấn rồi, cảm thấy có sự liên lạc chặt chẽ giữa người với nhau. Hả? Nhất là liên lạc với sư phụ. Nếu mình có niềm tin, nếu mình muốn đối mặt với sư phụ thì lúc nào cũng đối mặt cả. Nếu mình quay lưng đi thì sư phụ không có ép, không có bắt mình quay lại, nó đi theo. Đi theo như con chó trung thành với chủ. Tại vì sẽ có một lúc nào đó mình cần. Sẽ có lúc nào đó mình cần như tới sư phụ. Thì sư phụ sẽ nói, đấy nè, nãy giờ đứng đây hoài nè. Thì lúc đó sẽ giúp đỡ chứ. Còn không cần thôi, đá sư phụ quăng bên thôi. Sư phụ đi tò tò theo, không có phiền phức gì, chỉ đi theo coi thôi. Chừng nào kêu tới thì mới chạy. Nhiều khi không kêu không được mà biết cần á, thì sư phụ cũng sẽ đến. Mà đuổi sư phụ đi thì thôi, sư phụ đi, đứng bên vậy đó. Có nhiều người đuổi sư phụ nha. Đuổi thẳng á, đuổi bên ngoài và đuổi bên trong luôn. Nhưng mà mai mốt rồi cũng kêu. Tại chừng bệnh hoạn nhiều, nghiệp chướng tới nhiều, xuống địa ngục rồi cũng kêu à. Đâu có ai đến đâu, cũng mình sư phụ à. Kêu trời đất thánh thần cũng ai tới chứ.
cái lúc mà chết rồi đó, cái lúc mà rời khỏi cái thân xác này, cái lúc mà quyền uy không còn nữa, cái lúc mà sắc đẹp cũng tàn tạ rồi, cái lúc mà không có ai cứ đứng gần mình được, không có ai mà đi theo mình được, cái nghiệp chướng mình nó chỉ theo mình rồi, cái lúc đó sẽ cần được sư phụ. Mặc dù lúc sống không cần đi nữa, lúc đó cũng sẽ cần, tại không có ai lại nữa cả, chỉ có mình sư phụ đến thôi. Đến địa ngục sư phụ cũng sẽ đến đó mà kiếm, cũng sẽ đi cạnh một bên kiếm cách từng cứu ra, chứ không có ai lúc đó mà đi theo quý vị cả. Bất cứ ông Phật ông trời nào cũng không ai đi theo đó. Đừng có nói chi là phàm nhân, cha mẹ anh em bà con. Ok quý vị, khi nào quý vị khi nào có bỏ sư phụ thì nhớ lúc cần thì ra kêu. Ok lúc không cần thì không kêu, không nói làm gì. Tại cái khi mình còn sống á, mình ỷ lại nhiều cái lắm, quý vị hiểu không? Ỷ lại sắc đẹp, ỷ lại người này cưng người kia chiều, ỷ lại học vấn của mình, ỷ lại cái khả năng của mình, ỷ lại những sự thương mến của bà con dòng họ anh chị em, hoặc là những người bồ bịch của mình. Nhưng khi mình tàn tạ rồi, không ai muốn mình cả. Cái sự tồn tại của mình á, trong sắc đẹp, trong tiền tài, trong danh vọng chỉ có mười mấy hai năm, nhiều khi mấy năm thôi. Ví dụ hồi nãy có hai người mới còn đẹp vậy á, rồi bị thương, bị gì đó, bị lửa đó phải không? Tích tắc thôi, cái biến hình, biến dạng à. Cũng may mà cái mặt cũng được bảo vệ, nó cháy chút chút thôi. Mai mốt còn lột da được. Chứ còn cháy đó mà cái bằng tầng thứ ba, lớp thứ ba, cái bằng third degree đó, không có cứu được. Mà mặt nó sẽ xấu đi, chưa? Nó rất là dễ. Ở đời này mà mình ỷ lại sắc đẹp, ỷ lại tiền tài, ỷ lại danh vọng là mình ngu nhất trên thế gian. Không ai cứu mình được nữa. Tại cái quan niệm của mình nó sai lầm quá đi. Chứ không phải Phật trời không muốn cứu mình. Mình không có hiểu được mà ai cứu mình được. Những người đi theo sư phụ, chắc những người nào đẹp đi theo không được. Phải xấu xấu một chút mới được. Đẹp á, là tại những người đi theo sư phụ, thí dụ như làm thị giả chẳng hạn, hoặc là những người nào sư phụ xách đeo theo gần một bên một chút đó, một thời gian nào đó, là thôi bao nhiêu người sẽ bu lại người đó, hiểu chưa? Là ngửi mùi mà, nghe mùi mà, mùi mật ong á. Cái người mà xịt nước hoa mình đứng gần là thế nào nó cũng có lan qua, hay chưa? Đứng gần xịt nước hoa là nó bay qua rồi, cái có mùi thơm mà ai cũng lại đó. Tại vì không có ngửi được cái mùi first class thì cái ngửi mùi second class, hiểu không? Thường thường á, ví dụ những người mà đi theo sư phụ hầu cận gần bên đó ha, bất cứ vì lý do gì, bất cứ vì lý do sư phụ ân sủng muốn cứu, hoặc là bất cứ người đó có phước báo, hoặc là bất cứ vì lý do gì, cũng rất là khó ở lâu. Phải xấu xấu một chút mà được. Tại sao? Tại vì những đồ đệ, tất cả những người nào cũng muốn gần gũi sư phụ, hiểu chưa? Cũng muốn được biết sư phụ làm gì, muốn gì, bây giờ sư phụ làm gì, ăn sao, ngủ sao, khỏe không, này cái nào, ai cũng muốn hết. Mà đâu có được gần gũi sư phụ hoài đâu, thì đông quá đó. Rồi cái thích không gần gũi được sư phụ thì thích gần gũi được cái người mà gần gũi sư phụ, hiểu không? Second hand. Thành ra cái người nào mà như quý vị biết rằng được sư phụ thương yêu hoặc là ở gần đó ha, bất cứ ở gần một hai ngày hay là bao lâu đó, là cũng chạy là cái chùm là dính người đó, dính theo người đó. Rồi cái người đó nghĩ rằng tại mình có sức hấp dẫn, hiểu chưa? Rồi khoái quá đi, mỗi ngày cứ được người này thương, người kia săn sóc, người kia lại hỏi thăm cả ngày như vậy. Rồi cái lúc mà đi lại mà thăm sư phụ đó, lúc đó mệt rồi, hết muốn nói chuyện với sư phụ rồi, coi sư phụ cũng là một trong những thôi, phải chưa? Mà nhất là lại sau cùng nữa là thôi dẹp luôn. Cứ vậy đó mà sẽ ra, quý vị có hiểu không? Khinh thường cái phước báo của mình được dễ quá đó. Những người nào đi theo sư phụ ai cũng kính trọng, ai cũng thích, không ai không dám làm, không ai dám nói gì chân. Nhiều khi là tức là cũng không dám nói nữa, thấy chưa? Nên nể sư phụ đó, hoặc là nói nó rồi lát nó không có nói information cho mình biết, nó không có cho mình biết là sư phụ ở đó làm gì, ăn gì, thích màu gì, uống cái gì. Thành ra vì sư phụ mà nhịn nhục cái người đó, rồi nhịn riết là người nào quen đó, nhất là những người mới đi theo, hiểu không? Cái lên lẹ lắm, cái ngã lên lẹ lắm, thế nào cũng tuột liền tại chỗ. Nếu mà biết cái thân biết phận của mình, biết rằng đồng tu tại vì thương mến sư phụ mà theo mình á thì còn đỡ. Nghĩ rằng tự mình á có sắc đẹp, có gì
hấp dẫn và có biện tài đó, người ta thích theo. Ôi là chết, chết ngay tại chỗ, chết tức khắc. Thật ra những người đi theo sư phụ phải có một cái sự hiểu biết vững vàng lắm, thấy chưa? Biết mình biết người mới được, mà phải đi theo lâu. Thí dụ mới đi mà bị tân bốc như vậy, mà đừng có ngã lên liền á, mà phải từ từ mà nghiên cứu á, thì còn có thuốc cứu á. Chứ mà người thấy vậy mà nghĩ rằng không có gì quan trọng là ngã luôn á, hiểu chưa? Dẹp luôn tại chỗ, không có thể nào mà đi theo được. Cho nên quý vị đừng có ước ao mà chạy theo sư phụ, không ai chạy theo nổi đâu. Chạy ngồi rớt bịch, mất công sư phụ lụm. À, mấy công sư phụ phải may bao bự rồi đi lụm từng cục một cục đêm về. Lụm như đi lụm cũng được, y ra đó lụm cũng được. Đừng có đòi cái này, đừng đòi kia hả? Mình chỉ cầu nguyện là mình tu hành đàng hoàng đứng đắn, hả? Để mình mau biết mình mới giải thoát cho chính mình hiểu được cái sự, những cái sự gì mình nên hiểu, có nhiêu đó thôi. Chứ đừng đòi sao người này đi theo sư phụ hoài, người kia đi theo sư phụ được mà tôi không đi được. Đi rồi rất bịch à. Đi được khổ lắm, cái ngã nó lên lẹ lắm, không thể kiểm soát được, không ngờ được á, thấy chưa? Nhiều khi mỗi ngày một chút á, người này đổ vô dầu vô một chút, người kia đổ mỡ vô một chút, rồi nó lát không biết đường nào đâu mà rờ chứ, thấy chưa? Rồi cảm thấy sư phụ cũng là tầm thường thôi, tại vì bao nhiêu người săn đón mình à, thì sư phụ săn đón mình có ăn nhầm gì đâu, vậy là một trong những thôi, thấy chưa? Nhiều khi những người ngoài săn đón còn hơn sư phụ săn đón nữa, tại vì ở gần sư phụ nhiều khi quạt, à, sư phụ quạt lực quá là quạt á. Hắn lực mà sư phụ phải quạt. Rồi đâu có hiểu sư phụ đâu, hiểu chưa? Nó sợ những cái sự mà sư phụ quạt, mà thích những cái mật ngọt ở bên ngoài á, mà như vậy là chết, hiểu chưa? Tại người ta đâu ai dám quạt hắn. Ví dụ vậy đó, chỉ có mình sư phụ dám quạt thôi. Tại sư phụ là người bạn thân thiết, không sợ mất lòng, chỉ muốn cho bạn mình càng ngày càng tốt càng giỏi, nghĩa là dám nói sự thật, hiểu chưa? Còn mấy người mà kia, người ta chỉ qua đường chút thôi, người ta muốn ta muốn những sự gì của mình, cho nên ta phải chiều chuộng ngọt ngào với mình. Còn sư phụ đâu phải, sư phụ đâu có muốn gì đâu, sư phụ chỉ muốn cho mình tiến bộ thôi. Sư phụ là người bạn thẳng thắn, không bao giờ che giấu cái gì cả. Một bên thì chiều chuộng, nhưng mà một bên vẫn quạt như thường, hiểu chưa? Cũng như ông bác sĩ á, ví dụ vô nhà thương thì ông chăm sóc phải không? Ông như hai người mới bị mà thương hồi nãy thì vô đó họ sẽ đắp khăn nước rồi lên phải không? Họ tới họ chăm sóc hoài, nhưng mà đồng thời họ vẫn phải đút hai cái ống vô lỗ mũi như thường á. Họ biết rằng đau khổ tột cùng mà họ phải làm, chứ đâu phải họ muốn làm vậy cho mình đau khổ đâu. Nếu không làm sao họ cứu mình được, hiểu chưa? Rồi cái trách trong bác sĩ thấy không? Mà nó lấy máu rồi ra, nó đã đau chết rồi mà nó lại lấy máu hoài, nó thương nước tiểu hoài đó, tùm lum vậy. Đâu phải người ta muốn vậy đâu, tại mình đau nên người ta phải làm như vậy. Mà mình người ta làm vậy mình càng đau, đau rồi càng bực càng tức. Thì sư phụ cũng vậy thôi. Sư phụ là một người bạn tốt, một vị bác sĩ tận tình. Anh tới anh bệnh là tôi sẽ sẵn sàng mổ xẻ anh. Tôi không có tha cho cái chỗ nào mà anh có mục, có nhọt, có bệnh á, không có tha được. Mặc dù tôi là bạn tốt của anh, mặc dù anh là một người tôi rất thương mến, nhưng mà vì thương mến anh tôi phải mổ xẻ. Khổ vậy đó. Rồi chỉ thích cái sự thương mến thôi mà không thích sự mổ xẻ, mà thích bệnh hết nữa. À, thì như thế nào? Thí dụ một ông bệnh nhân vô đó, bác sĩ sẽ ôm chầm lại, ôi anh đẹp quá, anh dễ thương quá, à, em nó da mát quá, mặc dù là mới bị phỏng tùm lum mà nó da em đẹp quá, à, đừng rời nha, đừng, không có được rời nha, đại khái vậy đó, hiểu chưa? Không có được đắp gì lên, thuốc men gì cũng được, chích thuốc cũng được, mà cái khí quản em chắc nó không có sao đâu, khỏi cần thử, hiểu chưa? Bạn bè với nhau mà thử này đâu có được, ví dụ vậy đó, để sao? Rồi bác tối ngày ông khen rồi ông cho đường cho kẹo cho uống ăn hoài vậy, rồi bệnh nó có lành không? Chết liền, lành đâu lành, hiểu không? Sư phụ đi vô trong đó thấy mấy cô y tá cô làm việc, sư phụ cũng phục lăng á, tại sư phụ nói rằng sư phụ vô thấy học trò bệnh á, xót ruột á, đau lòng á, chịu không nổi á. Mà sao mấy cô đó mỗi ngày thấy như vậy mà thấy tỉnh bơ, thế cô mới nói với sư phụ một câu rất là hay, cô nói như thế này: bao lâu mà tôi còn làm được cái gì để giúp đỡ cho những cái sự đau khổ nó giảm bớt á, thì cái lúc đó thì phải làm thôi, thấy chưa? Chứ đâu phải đứng đó mà kêu bằng cái gì, kêu bằng cái gì, à, ăn ủi hoặc là khóc lóc chung với nhau là được đâu. Thì có nói gì hay phải không?
Đấy, tôi ở đây là để làm cho giảm bớt những cái sự đau khổ đó, chứ đâu phải tôi ở đây để mà biểu lộ cái tình cảm riêng của tôi đâu. À. Hay thiệt hay, phải không? Thì đại khái như vậy. Còn sư phụ mới vô thì thấy quá và khóc quá. Sư phụ buồn quá trời, thấy tội á. Sư phụ thấy xót xa như chính mình bị phỏng nha. Sư phụ thấy mình nó cũng lạnh, nó cũng cái bụng rác hết trơn hết rồi. Cái bụng ghê, ê ấm, ê mình nữa chứ. Như ghê răng vậy đó, thấy không? Người ta cắn đồ chua mà mình ghê răng là vậy đó. Thì mình tưởng tượng được cái sự đau khổ của cái người đó chứ. Thành ra tội quá trời, sư phụ chịu không nổi. Sư phụ thấy mấy người đó làm việc hoài mà thấy dễ chịu, chịu không sao. Tại vì bổn phận không phải làm vậy. Ghê, ê ấm, ê mình nữa chứ. Như ghê răng vậy đó, thấy không? Người ta cắn đồ chua mà mình ghê răng là vậy đó. Thì mình tưởng tượng được cái sự đau khổ của cái người đó chứ. Thành ra tội quá trời, sư phụ chịu không nổi. Sư phụ thấy mấy người đó làm việc hoài mà thấy dễ chịu, chịu không sao. Tại vì bổn phận không phải làm vậy, chứ không phải họ đứng đó mà họ vuốt ve mình. Thì sư phụ cũng vậy thôi. Mặc dù sư phụ biết là những cái sự cọ xát, những cái sự trả nghiệp của quý vị rất là đau khổ, nhưng mà sư phụ bổn phận phải để cho nó xảy ra. Nếu không xảy ra, quý vị không có hết bệnh mà vĩnh viễn được. Thành ra những người nào mà cầu nguyện muốn đi theo sư phụ rồi đó, đừng nên cầu chí. Cái gì nó xảy ra là nó xảy ra, không được là nó không được. Như cái hũ vàng đó, nó không phải của mình, nó không có bò về nhà đâu. Hũ rắn đó. À, đọc tiếp. Và cũng như nếu có một người nào đó mà họ tự mình cô độc hiểu biết về Thượng Đế, à, thì tất cả chúng ta mỗi người đều cũng phải như vậy, phải tự mình cô độc trong cái sự hiểu biết của chính mình, à, không thể san sẻ cho người được. Tất cả gì mình biết về thiên địa đều là tự mình, một mình phải biết được mà thôi, không ai san sẻ cho mình được. Cho nên Đức Phật Thích Ca mới nói gì, ta là ngón tay chỉ mặt trăng chứ không phải mặt trăng, không. Thành ra sư phụ cũng là người dẫn đường mà thôi, hả? Cũng như thầy của sư phụ hồi xưa chỉ cho sư phụ biết đọc biết viết thôi, hả? Rồi sau này sư phụ phải tự phát triển, tự tìm tòi lấy mình, chứ thầy không thể ở đó mà dạy cho mình hoài được. Mà những gì của thầy biết á, không thể cho mình biết được, mà chỉ cho mình biết cách để biết mà thôi. Thì sư phụ cũng vậy, chỉ dạy cho quý vị biết cái kiết, biết cái cách để mà biết cái cách làm sao tìm được cái trí huệ của mình, hiểu không? Chứ sư phụ không thể cho quý vị biết cái sự biết của quý vị được, của sư phụ được. Nhiều khi cái sự biết của sư phụ nói ra cũng không được nữa, mà nói ra lại nói chút xíu thôi. Còn sự hiểu biết của sư phụ nó rộng lớn mênh mông như là biển cả như vậy. Nói cho sư cho quý vị nghe, chỉ là một hai giọt nước hoặc là một cái ca thôi. Bây giờ có muốn nói hết cũng không được. Cái ca của quý vị nó chưa đựng được cái biển cả. Đem hết biển đổ vô ngộp chết. Nha, ca rồi cũng trôi hết luôn. Ôi, gần 10 giờ rồi. Thì đại khái như vậy ha. Quý vị chắc về nghỉ ngơi ha. Bữa nay cũng là một ngày rất là dài, mệt rồi. Ngày mai khỏi đi thăm sư phụ rồi. Tối mai, ê, Miễn Thiên, tomorrow until what time we finish over there? 7? We begin at what time? 12? And then initiate about 2, right? Talk at 2. 12 to eat, yeah. Initiation after 4. And probably we might finish about 7 or 8. From here, from there down here, how long? 40 minutes. Wow. Nếu quý vị muốn gặp sư phụ ngày mai chắc cũng 9-10 giờ. 8-9-10 giờ. Nếu mà sư phụ thấy trễ quá thôi, mai khỏi gặp nha. Nghỉ đi. Tối mai khỏi lại nha. Ok. À. Tối mai nghỉ bữa đi. Hả? Cái gì? Thứ hai hả? Thứ hai sư phụ không hứa, nhưng mà lại đi, nếu gặp thì gặp, không gặp thôi nha. À, thứ hai, thứ ba, thứ tư sư phụ mới đi mà. Thì quý vị cứ lại đi, rồi không được thì thôi. À. Ok. Hả? À. Bye bye, good night. Chơi gì nữa?
Rồi rồi, chứ gì nữa. Thôi đi về nghỉ sớm hả? Ngày mai không có được tới cái chỗ người Mỹ, chỉ trừ những người nào mà có bổn phận và đi theo thôi nha. Vậy thôi, tại vì để cho người Mỹ họ tự nhiên chút hả? Việt Nam tới vô ôm sùm hả? Chả giò rồi đem theo cả. Lâu lâu cho người Mỹ có một độc quyền một bữa nha. Đừng trách sư phụ đi. No, được. You know, tell them to behave themselves, not to behave like the Chinese. Then I throw them out. Cô xin kể chuyện này, cái sự linh ứng của sư phụ và quý vị đồng tu nghe. Tại vì con mới nghĩ trong đầu thôi mà sư phụ cũng giúp giùm. Tại con có ở cái nhà mà cái nhà người quen á, mà hai vợ chồng người này thì cũng và cũng không có biết ăn chay gì lắm. Nhưng mà khi mà con tới á thì con cũng có bái sư phụ á, tại vì hồi giờ con cũng ăn chay á, con nghe cái mùi mặn nó cũng hơi thấy cũng hơi khó chịu á, cho nên con mới nói, con mới giao trước, con nói nếu mà khi mà nấu mặn á thì mẹ con tôi có thể đi tránh một chút á, rồi hãy ăn nấu xong rồi ăn xong rồi rửa dọn rồi mẹ con tôi ra, nếu mà cho thì mẹ con tôi ở cái và cái người đó cũng và chịu xong với mấy mẹ con tới á, tới cái con mới bái sư phụ, con nói cha, con mới nghĩ chứ con cũng chưa vái mà cũng sư phụ linh ghê á. Cái từ cái hồi con tới á, con tới dạ thưa sư phụ, con tới cái buổi chiều á mà miết tới bữa nay cái ăn chay luôn à. Dạ ăn chay cả, bây giờ ăn thưa sư phụ ăn chay được 3 tuần. Cái bữa đó cái con ngồi trong phòng con nghe cái bà trong nhà bà ối quá trời, con tưởng trúng gió á. Con chạy ra con hỏi làm sao gì, bà nói nghe bà, tại vì bà nấu thịt á sư phụ ạ. À, bà nấu thịt cái bà nó nấu thịt cho chó á, cho chó ăn, con chó nó không chịu ăn chay. Dạ cái con hỏi ủa chứ cô có trúng gió không mà cô ối con mửa tùm lum hết vậy. Cho bà nói tại vì bà nghe cái mùi mặn thành ra bà ối. Con nói ủa chứ sao mới ăn chay đâu có 2-3 tuần mà nghe mùi mặn giỏi như vậy. Rồi bà nói không biết nữa hả. Rồi tôi nói vậy thì cũng thôi cũng đỡ rồi. Bây giờ bà ăn miếng cái bữa nay giờ được 1 tháng rưỡi rồi sư phụ à, mà bá nghi mùi mặn bá không có chịu mặn tháng nè. Dạ rồi con đứa con lớn á, đứa con giờ 9 tuổi á, dạ nó cũng ăn chay rồi, mấy đứa con nó tập ngồi thiền á, dạ nó ngồi thiền nó cũng thấy nhẹ nhẹ bay bay, dạ rồi nó dở đồ ăn lẹt á sư phụ, nó dở đồ ăn lẹt theo trưa á, dạ sáng ngày dở đồ ăn lẹt theo cho nó ăn, dạ nó ăn xong rồi cái bữa đó cái hình sư phụ á nó thích quá, cái con treo trong phòng nó cái hình, dạ hình lớn lắm. Cái nó muốn quá cái nó bữa nó lấy xe đạp nó đi bán cái đồ gì của má nó mua mà con không có biết, mà con biết con không cho đi đâu. Nó đi dạ 2-3 tiếng đồng hồ mà nó bán không có được. Nó nói để nó bán nó lấy tiền giờ nó thỉnh hình sư phụ á. Cái con nói con nói thầu tại con không có biết á, thành ra con không có cho, con không biết, thành ra con để nó đi. Sau này con về con nghe con rầy con nói sao cho em nó đi rồi con tặng cho nó cái hình của sư phụ á. Con tặng cái nó mừng quá, cái mấy đứa nó mới hỏi bao nhiêu, cái mấy đứa con nói vô giá, cái sao cái mấy đứa bạn nó có hỏi á, thì nó trả lời nó cũng nói cái hình của sư phụ là cũng như là vô giá, nó cũng bắt chước nó nói gì mà nó cũng tin tưởng mà. Nè bây giờ con chó ăn xem. Dạ bây giờ cái con chó nó cũng ăn chay luôn à. Dạ tập cho nó ăn chay luôn á sư phụ ạ. Dạ thành thật cô có số độ chó rồi. Dạ con mới nghĩ con quá sư phụ á, con mới nghĩ nói sư phụ hộ giùm mới cho. Dạ hộ giờ cũng ăn chay không có biết ăn chay nhiều. Dạ ăn sáng ăn ngày 2 ngày dạ người chồng á mà bè vái ăn chay á, mà bà vợ cũng ăn không được á, rồi cũng không có cho chồng ăn chay luôn á. Rồi từ ngày con tới con nghĩ trong đầu con vái sư phụ, cái sư phụ giúp giùm á, bây giờ ta ăn chay luôn, con cũng cảm ơn sư phụ, chứ nếu mà nấu mặn thấy cũng hơi khó chịu á. Dạ
Con xin kể tiếp một câu chuyện mà tại sao mà thú vật mà nó thương Phật á. Con kể cho sư phụ yêu quý vị đồng tu nghe, tại con cũng có nghe á. Cũng như cái hồi đó mà Đức Phật Thích Ca mà còn tại thế á, thì cũng như hai bên đệ tử với nhau cãi lộn á sư phụ à. Cái Đức Phật xuống, Đức Phật giảng hòa á, mà hai bên đệ tử cũng như không có nghe á. Không có nghe, cái Đức Phật buồn quá, Đức Phật đi vô á, trong cái rừng á. Và Đức Phật vô trong rừng á, dưới ở trong rừng á, dưới là hằng ngày thì một con khỉ á, con khỉ cái nó đem trái cây tới cho Đức Phật ăn. Còn con voi á thì nó ấy nước cho Đức Phật uống á. Cái xong cái hai bên đệ tử này cũng như là biết kêu bằng sám hối á. Dạ, sám hối mới đi lên rước Đức Phật về. Đức Phật về, cái Đức Phật chịu về á, cái Đức Phật mới kêu bằng nói cái tiếng gì để cho khỉ voi nó nghe á sư phụ ạ. À. Cái trước khi mà nói gì sao nó nghe á, mà con khỉ á nó ôm Đức Phật, ôm Đức Phật mà nó hét lên một tiếng nó ngã lăn là nó chết. Còn con voi dạ đó á, còn con voi thì nó lấy cái giòi á nó quấn vô Đức Phật, nó cũng ngã lăn ra nó chết, nó la ghê lắm. Cái xong cái mấy người đệ tử mới hỏi Phật á, hỏi tại sao mà như vậy, thì Đức Phật mới biểu thì bây giờ nhà ngư lấy một cái dao á, mới mổ cái bụng á, mổ cái bụng hai con voi con khỉ ra. Dạ thì biết à. Dạ rồi mổ bụng ra, nghi là cái mổ bụng ra thấy cũng như là mổ bụng ra thấy voi với khỉ nó đứt từ đoạn ruột á sư phụ à, mà nó chết á, nó thương Phật chị á, mà con thấy mà thú vật mà thương Phật chị thì chúng con người sao không thương Phật nhiều được, thương cùng nhiều lắm à, thương lắm à, thương lắm. Chứ ở gần biển á, sư phụ không có đủ nước mắt, nó nhỏ thêm nước mắt nữa. Quý vị nước mắt nhiều quá đụng đâu chạy đó. Mắt sư phụ nó ra quá. Chắc quý vị khóc hoài sư phụ đau mắt. Không sao đâu, nó dựng chơi, anh khóc khóc cái đồ quyền tắm đâu. Tự do khóc cười mà. Hả? Cảm ơn. Là bây giờ thương rồi làm sao đây? Hả? Thương mình sao khóc kỳ vậy? Kỳ quá à. Yeah, I'm very sorry. Yeah. Kính thưa sư phụ, dạ con mới từ Việt Nam về. Ở bên Việt Nam thì con có gặp được những vị mà đồng tu ở Việt Nam. Thì trước khi con về thì các vị ấy có gửi lời để đến thăm sư phụ. Và các vị ấy muốn cũng ngỏ ý rằng là muốn có một cái cơ hội nào kính mời sư phụ để qua Việt Nam. Thôi khỏi mời, chừng nào hòa bình sư phụ qua. Ở bên ấy thì tinh thần của các đồng tu thì rất là cao. Mọi người người ta rất là tin tưởng sư phụ. Có rất nhiều vị người ta cũng muốn truyền tâm ấn nữa. Họ có nhiều vị họ chỉ được có một lần nghe là nghe băng, được nghe một cuốn thép nhỏ của sư phụ không thôi, họ cũng đã ăn chay rồi. Có cũng như có những gia đình cả gia đình đều ăn chay mà họ cũng rất là chờ đợi để được truyền tâm ấn nữa. Ở bên đó thì như cái hôm mà con về đó thì con có gặp cái bác cận đó, thì cái người đó thì họ có cái họ có nhà để mà mời các vị đồng tu tới để mà cộng tu mỗi tuần lễ. Thì bác có kể rằng là những cái băng thép ở đó cho để đưa ra cho người ta mượn thì rất là nhiều người mượn, đôi khi không có đủ băng thép để cho mượn nữa. Và ở các tỉnh thì họ cũng rất nhiều người biết, và rất nhiều người họ chạy lên Sài Gòn để mà được mượn băng thép để mà để được nghe băng thép khác của sư phụ nữa. Dữ vậy đó. Dạ. Bác Cẩm thì có kể rất nhiều câu chuyện để mà được trình bày với sư phụ. Vậy
chẳng quỳ đâu rồi gối. Dạ. Dạ. Đứng lên cũng được, quỳ đâu rồi. Dạ, gối. Thưa, thưa sư phụ được, không có đau đầu gối. Hứa chú quần sa tem sao? Dạ. Ở bên đó thì mọi người rất là lòng rất là ngưỡng mộ sư phụ. Ừ. Rất là con không biết nói cái gì, tại vì con lên gần sư phụ rồi con run quá con. tất cả mọi người ở bên đó rất là mong muốn được gặp sư phụ đó. Ừ. Họ tinh thần của họ rất là cao. Ừ. Con xin lỗi, con không biết nói cái gì hơn. Vậy mà cũng đòi về Việt Nam, bắt mặt sư phụ không có biện tài gì hết. Con cũng có gặp được quý vị đó, tại vì con ở Sài Gòn không được lâu sư phụ. Thành ra con được có một tuần lễ ở Sài Gòn thôi, con gặp quý vị đã được 3 buổi. Quý vị đã hỏi rất nhiều về câu chuyện về sư phụ. Và con cũng được hân hạnh là kể được nhiều câu chuyện về sư phụ nữa cho quý vị đó nghe. Nghe nó ấm. Dạ. Rồi sao? Dạ không có chuyện gì hết sư phụ. Không có gì hết. Xong rồi. Dạ. Con xin phép sư phụ. À. Thưa sư phụ, ngày hôm qua con xin lỗi sư phụ, con ăn mặc không được tử tế thành ra ăn mặc không được đàng hoàng mấy. Đúng, thành ra ai nói gì đâu, con không có dám lên để con kính dâng sư phụ bài. Con làm hôm đi tiễn sư phụ ra phi trường. À, lên xe tiễn em đi. Chưa bao giờ buồn thế, thấy không? Thầy đi ban cả tình thương, chúng con ở lại lòng vương vẫn sầu. Bao giờ chúng một nhịp cầu, để hàng tử chúng khỏi sầu chia ly. Bạch thầy trần thế vui gì, lòng phàm mãi miệt chỉ vì lợi danh. Chúng con lòng rất chân thành, được thầy khải mở huệ lành phước ban. Ân sư ân trọng vô vàn, làm sao báo đáp công ơn dưỡng đầy. Hằng ngày chỉ giới ăn chay, tu hành tinh tấn để thầy an vui. Kính bạch sư phụ, con nghe cái băng sư phụ nói, những đệ tử không ấy cái coi thân của sư phụ mà phải nghe những lời sư phụ dạy thì không có bao giờ không có ngàn trừ không có xa cách. Thành ra chắc có lẽ là con mỗi một lần con ngồi thiền thì con nhớ sư phụ nhiều lắm, mà con nước mắt con ra mà. Cái hôm sư phụ đi rồi chúng con ở chỗ thiền thì lại không được, xong rồi lại phải lên chỗ nhà thờ khác. Con cứ buồn buồn, xong rồi tự nhiên buổi sáng hôm đó con trước khi con đi làm, khi con làm được mấy câu đó, con kính dâng sư phụ Nam Mô Thầy. Thầy, cảm thơ thầy. Cái này Việt Nam làm thơ là ghê quá ha. Hồi đó giờ có hay làm không? Ừ? Hồi đó có hay làm thơ không? Bệnh viện sư phụ. À. Con làm bệnh viện thì có một hôm con trực ở trong phòng eclampsy, mà hôm đó là cái Tết năm 68 sư phụ. Con có làm được bài này, thưa sư phụ nhân tiện con cũng kính dâng sư phụ luôn. Trong bóng tối với ngọn đèn hiu hắt, bệnh nằm kia với giấc ngủ thôi miên. Riêng mình em thì tâm trí không yên, vì tiếng súng xa trường còn vang nổ. Ai gây nên một cảnh đời giông tố, cha xa con và vợ phải xa chồng.
chỗ chính phủ phải ngóng đợi từng đống chỗ em về phải xa tình phụ tử. Ôi chiến tranh bao giờ ngừng máu đổ, nắng thanh bình tràn chứa khắp trời Nam. Cảm ơn sư phụ nhiều, là vì tự nhiên sao trong tâm con nghĩ cái gì là tự nhiên con được cái đó sư phụ. Thưa sư phụ, con ngồi thiền thì cũng có thể nghiệm cũng rất là tốt, nhưng mà sau mấy dạo này thì con không có thấy nhiều sư phụ. Nhưng mà có một hôm con thấy làm như thưa sư phụ cho con nói rồi đi sư phụ, dạ. Được rồi. Thưa sư phụ, hôm đó con ngồi thiền thì con thấy ánh sáng màu green rất là đẹp, mà có hình như là Đức Phật ở giữa tự nhiên. Thế con đương thiền ngon lành, cái mẹ con kêu cái là mất luôn sư phụ, mẹ con làm giận đó, mẹ du duyên con mới, con mới nói mẹ con rồi chứ, trời ơi con đương ngon lành mẹ đi mà kêu con thưa sư phụ rồi. Là con bây giờ khóc rồi kìa, là bây giờ không phải mẹ con nói là người chị Cúc nói về Việt Nam đó sư phụ, cứ ông mau mong ước được gặp sư phụ thành mẹ con Việt Nam. Mà thưa sư phụ, con nhân tiện con thưa sư phụ, sao mẹ con không biết chấp trước làm sao mà giờ cứ thế sợ ở nhà một mình ạ. Tụi con này đi làm hết mà bà cụ thì cứ ở nhà một mình. Mà cứ mỗi một lần không có ai ở nhà thì cụ con ra đường ngồi, không có dám ngồi trong nhà sư phụ. Con không biết làm sao mà kỳ vậy. Thưa sư phụ, dạy con cũng xin cảm ơn sư phụ nhiều, là vì hôm nay con cũng tưởng không lên được. Vì con thằng con nó ở trên trường trên Los Angeles, mới đầu nó học ở Utah. Cái mỗi một lần con đi làm con nhớ quá trời, con đến quãng đường con nhớ quá, con mới thầm niệm ở trong tâm, con cứ khấn sư phụ. Người tới nhà con cũng vậy, cũng được việc làm tốt, nhưng mà thưa sư phụ, ông mới cứng đầu, ông không chịu ăn chay sư phụ. Giờ con không biết làm sao, mỗi lần con đi về mà con đi làm về con thấy cái mùi mà nấu nướng mà mặn nó sư phụ, con chịu không nổi ghê quá. Thưa sư phụ, vậy con có một thằng con à, giờ thì sao cháu nói gì cũng... không đụng đuôi gì trơn cái trời, không ai biết rồi. Mẹ của con sao? Dạ, chưa mẹ... hết bà mẹ rồi cái tới dạ, ông bà... chồng rồi. Chưa tới hết ông chồng rồi tới con rồi, biết được con đâu nghe. Con sư phụ gặp sư phụ cho con không phải là gì, con cứ bị cảm động xúc động sao con nói không có được. Mấy hôm nay con cũng làm bà mẹ chả. Bây giờ con tiếp tục ngồi đường phải không? Dạ mẹ không, mẹ con thì ngồi thiền rất là giỏi, nhưng mà sao chỉ sợ thôi chứ sư phụ ơi, chỉ sợ một mình thôi. Cứ nhất định bảo rằng phải làm sao mà giờ trong xứ Mỹ thì chúng con đâu có được. Tại bà coi phim trinh thám nhiều quá đi. Con cảm ơn sư phụ, gia đình con được sư phụ gia trì rất là nhiều, thành ra con thấy cái gì con muốn ở trong tâm tự nhiên cũng có được sư phụ. Có thấy được gì đâu. Sao nói thằng con gì đó rồi nó không thấy gì đâu chứ. Đây cháu đây. Biết rồi. Thành tâm lắm, cháu cứ đòi cạo đầu đi tu sư phụ. Cho cạo cho rồi. Thưa sư phụ, con cũng muốn cho cạo nhưng mà con bảo sang năm sắp sửa ra trường sư phụ. Nếu cháu đi thì con đi luôn. Đâu ai muốn ai, tại mấy cô muốn ai muốn. Dạ thưa bà. Tu mệt chết, thôi tu chi. Ở ngoài đi làm kiếm tiền lái xe chạy vù sướng. Dạ thưa bạch sư phụ ạ. Con ngồi thiền ấy, thì bây giờ cũng được ngày có ngày 5 tiếng, ngày 6 tiếng. Mà bạch sư phụ mà cứ hiện con ngồi xuống cái cứ như người sắp bay ấy. Con sợ lắm. Thành ra sợ mới chạy ra đường rồi hả? Nó cứ nhấc hết cả người con lên, nó cứ bỗng lên thế này thôi. Nó cứ bổng lên, con sợ. Thành ra bà sợ quá chạy ra ngoài đường rồi. Dạ không ạ. Lúc ngồi thiền thì nhẹ lắm ạ. Bạch sư phụ nhẹ lắm, nó không có mỏi mệt gì chứ cả.
cứ người sướng quá rồi, người bỗng bỗng lên thế thì sướng quá rồi. Bạch sư phụ hôm nọ con đã hỏi sư nào sư nào mà kể, bác hỏi gì? Dạ có hỏi thì không biết làm sao mà ngồi mà 5-6 tháng nay ngồi cứ bỗng hết cả người lên, thế ngồi xuống cái để bỗng hết, cứ như là cái người sắp bay á, con chim nó sắp tập bay. Ờ. Sợ quá. Thì bác hơi sổ lòng mà. Dạ. Thì bạch sư phụ không biết rằng thì là thế thì như thế nào, con cũng thì nó như cái thế thì thế nào? Dạ. Thế thì sướng lắm hay như thế nào? Dạ. Con thấy thế. Tu hành thì phải bay lên chứ bay xuống à? Này có ai bay xuống không? Tại bác ngồi thiền nhiều quá thì nó bay ra. Ngồi ngày 8-9 tiếng đó. 8-9 tiếng phải không? Tối ngày bác đâu có làm gì đâu, bác cứ ngồi hoài à. Mai mốt bác bay chung với mẹ của Ngọc á, Ngọc con Táo á. Hai bà nắm tay nhau bay lên. Thưa sư phụ, con có chuyện này con hỏi anh nói cho sư phụ nghe. Okay. Ông chồng con đó, ông chồng Mỹ, ổng đạo Tin Lành. Mà hồi con theo sư phụ tới giờ đó thì con không bao giờ nghĩ rằng ổng theo con, mà ông nghĩ chắc cũng 5 năm nữa. Ổng thì ổng có tâm đạo lắm sư phụ. Nhưng mà con lúc nào con thiền con muốn nguyện sư phụ. Còn nay bây giờ nếu mà con đi theo sư phụ có ngày nào nếu mà con muốn quá con bỏ ổng không đi thì cũng tội ổng quá. Mà con nguyện ngày sư phụ độ cho ổng mà theo đứa con được á. Nhưng mà con cũng nghĩ rằng chắc cũng vài năm nữa. Nhưng hôm đó ổng đi xuống nghe sư phụ nghe thuyết pháp ở San Diego đó sư phụ. Thì về cái ông ăn chay liền sư phụ. Xong rồi con nói ăn chay thì cũng được đi, tại dạo nào ổng chứ thân thịt. Con nói còn cái vấn đề thiền tâm ấn thì có lẽ là chắc cũng còn lâu lắm, thì còn không, hồi xưa ổng chống đạo Phật con dữ lắm. Nhưng mà rồi cái bữa đó gần sinh nhật con, không gần nữa, con tới cuối tháng con mới nói ông vậy. Bây giờ nếu mà trường hợp mà năm nay đó, nếu mà anh cái quà sinh nhật của tôi đó, anh cho tôi một cái quà tôi không bao giờ quên được đó, là nếu anh đi truyền tâm ấn. Cái ổng ừ liền anh sư phụ. Dạ điều kiện. Con nói con chỉ muốn món quà đó thôi mà đời đời con không bao giờ muốn gì nữa hết trơn á. Cái ông mừng liền sư phụ, cái trong đi làm một tuần lắm giống như chim bay vậy sư phụ, con mừng quá. Con không ngờ mà con sư phụ cho con sớm quá vậy. Cái nhà con nói sư phụ, cái ăn con mới nói thôi giờ mỗi ngày anh vô thiền với tôi nửa tiếng. Cái ngày đầu đó sư phụ y vô thiền với con nửa tiếng đồng hồ. Mà hồi xưa đó y không có thích mà treo hình, ví dụ con thờ Phật cũng như ông y không có tin tưởng hình. Cái con để hình sư phụ thì y cũng không có nói gì, nhưng mà con nghĩ là y thích. Mà y vô ngồi ngay trước mặt thiền với con. Xong cái ngày đầu đó thiền cái sau con thấy với Đức Chúa Giêsu sư phụ. Như vậy là có lẽ con mới nói chắc ổng còn tâm tối, ổng không thấy, con thấy dùm cho ổng phải không sư phụ? Rồi sao? Cái bữa sau con hỏi chứ anh có thấy gì không ha, còn có tối hay có thấy gì ánh sáng ha, có thấy sư phụ thôi không? Cái con dạy ổng thì giái Nam Mô Thanh Hải Vô Thượng Sư tiếng Việt. Cái ổng cũng tập được. Xong rồi cái bữa đó ổng nói cái con thấy cười quá. Con hỏi cái ba ngày, cái ngày ra con hỏi ba ngày rồi con hỏi bữa nay anh có thấy gì sáng sáng, có thấy gì lạ lạ không, còn tối lui. Cái nói cái nói yes, cái con mừng quá. Cái tưởng sao? Only I hit my head with a hammer. Ông nói only if I hit my head hard with a hammer. Cái con tưởng bằng động giá con tưởng thiệt, bây giờ ông nói gì cầm với mấy cái cơ cười black thôi. Humor yeah. Nhưng mà ngày mai đó chủ nhật đó sư phụ con đem truyền lên truyền tâm ấn cho sư phụ. À, con cảm ơn sư phụ. Cái cũng như là cô đó nói vậy, cái gì con nghĩ con muốn con thiền là sư phụ cho con hết trơn hết trọi. Rồi con cảm ơn sư phụ nhiều lắm. Con không có mừng bằng gì mà hai vợ chồng mình đi. Thôi được rồi, chủ nhật đêm không ra. Nhớ đem theo cái búa. Cái búa. Dạ, cảm ơn chị Phượng. Anh hả? Quý vị nào kể đấy chứ? Quý vị có lạnh lắm không? Ấm hả? Ngồi đông đau hả? Người này dựa người kia một chút á. Nắm tay nhau này kia. Lại sư phụ. Con hôm qua không được biết sư phụ tới, thành tối hôm qua không có được
đến để không sao để đâu ba, được nhiều quý sư phụ, nhiều người không biết. Hôm nay gọi lại thiền đường cũng được biết đấy nha, không ngờ thiền đường số điện thoại của con bị thất lạc cho nên là mấy người báo không được báo, con không được báo. Con không biết là ai đi thiền thất về đã kể chuyện vui thiền thất cho quý vị đồng tu ở nhà nghe chưa. Chúng tôi không biết nhưng mà hôm nay tôi muốn nhân tiện đây có sư phụ và quý vị đồng tu ở nhà mà không đi thiền thất, chúng tôi muốn kể một câu chuyện vui về thiền thất để cùng chia sẻ với lại các bạn tu ở nhà. Chúng tôi kỳ năm ngoái có đi thiền thất rồi, rồi năm nay lại đi nữa. Năm nay thì có thêm bà xã tôi đi cùng. Năm ngoái về chúng tôi cũng có kể chuyện thiền thất thì các vị ở nhà nghe rất đấy làm thích thú, và nhiều người căn cứ vào những câu chuyện của các đồng tu về kể cho nên kỳ này đi đông hơn. Mà sư phụ đã biết, sư phụ cho là những người đã đi về để dụ dỗ những người sau cho nên đi đông hơn. Thì chúng tôi muốn nói với các vị đồng tu ở nhà như thế này, quý vị có tin được rằng các vị đồng tu của các bạn đã đi thiền thất hôm nay đã có người thành Phật hay là ít nhất ra là đã làm Phật ở bên đạo tràng hay không? Quý vị có tin không? Cảm ơn quý vị. Tôi thì đã được chứng kiến bằng mắt thật, bằng cái mắt thịt và bằng tai thịt là có một số quý vị đã tôi không dám nói thành Phật, có lẽ đã được làm Phật tạm thời. Và Phật tạm thời hả? Dạ sư phụ, con xin kể là trước khi đi đó thì bác Ngọc đã đọc đi đọc lại cái tờ điều lệ nội quy của bên đạo tràng là ai đi thiền thất thì phải tuân theo những điều như thế này như thế này như thế này, nhắc đi nhắc lại nhiều tuần lễ. Và sang đến đạo tràng thì sư đồng kiểm đón ngay ở cổng đạo tràng, ngay cái đêm đầu tiên đến cũng đã đọc đi đọc lại cái điều nào điểm một nữa. Sáng hôm sau sư đồng kiểm lại đọc nữa, và sáng hôm sau lại đọc một lần nữa, và đến trưa hôm sau thì lại giao cho các toán trưởng lại nhắc lại cho các đồng tu một lần nữa, tức là 4-5 lần thẻ cả thấy. Và trong đó năm nay sư phụ lại thêm vào nhiều điều lệ là tổng cộng là nhị thập tứ điều, tức là 24 điều phải tuân theo. Trong đó có cái một cái điều là không ai được rời khỏi nơi thiền trong cái giờ thiền. Thế thì năm nay vì cái thời tiết hơi đặc biệt là mưa, khi chúng tôi đến thì trời mưa, ngày hôm trước còn mưa to, cho nên năm nay đất ở trên rừng trúc và vườn tương tư còn ướt, cho nên sư phụ để cho tất cả các buổi thiền đều ở trong thiền đường mà không có đi ra ngoài trời. Thì vì thế có lẽ là vì cái không khí hơi oi bức hay là nó hơi quá kéo dài ở một cái địa điểm nhất định, cho nên nhiều vị đồng tu cứ đi ra đi vô trong cái lúc giờ thiền, là nhất là cái khoảng từ 4 giờ sáng đến 7 giờ sáng nhiều vị có đi ra đi vô về đi toilet. Thì trong đó trong một ngày đầu, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, quý vị vẫn thực hành cái điều đó mà không sao cả. Các vị hộ pháp vẫn đứng ngoài cửa mà không ai can thiệp, không ai cảnh cáo, không ai ngăn cấm cả. Riêng đến ngày thứ năm thì cũng theo thường lệ có một số quý vị đồng tu Đài Loan cũng như quý vị đồng tu Việt Nam vi phạm cái điều đó, tức là đi toilet trong cái giờ thiền vào khoảng 6 giờ sáng, 6 giờ rưỡi sáng thì đã ra đi toilet. Thì bất ngờ ngày hôm đó các vị hộ pháp cũng vẫn không can thiệp, nhưng mà có một vị có lẽ là người chỉ huy ở bên đó có cái thẩm quyền lớn hơn, ông đã tịch thu tất cả các thẻ hội viên của quý vị vi phạm luật pháp đó. Tại nhà quý vị cố lên không biết làm sao tôi bị thâu thẻ. Lúc đầu thì quý vị tưởng là người ta thâu lại thẻ để đổi hay là làm cái việc gì đó. Sau quý vị biết rằng là quý vị vi phạm luật pháp mà bị phạt, bị tịch thâu thẻ. Thế thì cái luật ở bên đạo tràng là ở bên đó có chỗ nào mỗi chặng, mỗi một khoảng là đều có một vị hộ pháp đứng. Ai không có cái thẻ đeo như thế này là không có được đi qua chỗ đó. Thế thành ra quý vị đó đang đứng ở cái vị thế là bị thâu thẻ rồi, thì đi tới tới kia thì ông hộ pháp đằng kia không cho đi, hỏi thẻ đâu, trở lại thiền đường ngồi thì cái ông hộ pháp đứng ở kia thiền đường không cho vào vì hết giờ thiền rồi, không được vào và cũng không có thẻ nữa. Thành ra quý vị cứ đứng tại chỗ. Ê, xin lỗi sư phụ và quý vị đồng tu, tại sao tôi lại nói cái chuyện nội quy, tôi nói chuyện về thành Phật với làm Phật chứ mà. Vâng, thì tôi xin đi ra ngoài đề, tôi trở lại vấn đề thành Phật với làm Phật. Ngày xưa Phật Thích Ca xưng mình là Như Lai,
các vị tỳ kheo cũng kêu ngài là Như Lai. Như Lai tức là không đi không lại. Thì đây các vị đồng tu của chúng ta ở vào cái tình trạng là không đi không lại. Tức đi thì hộ pháp không cho đi, mà trở lại hộ pháp không cho trở lại. Thành ra quý vị thành Phật bất đắc dĩ. Thì trong đó có vợ tôi. Trời, cái này thiền là thần vật lẻo quá trời. Và tiếp sau cái vụ thành Phật bất đắc dĩ đó, thì đến cái giờ hôm đó là cái ngày thứ năm, thì sư phụ cho phép lên rừng Tương Tư để thay đổi không khí. Thì lúc bây giờ mãi chờ cho đến chờ cho mãi đến khi có tiếng chuông rằng sắp sửa thiền, thì các quý vị đến mới được trả thẻ trở lại. Thì vợ tôi là cái người được trả thẻ cuối cùng. Thì tôi là có cái bổn phận phải đi bên cạnh bà ấy làm hộ vệ. Tiền kiếp của bà xã nhà tôi á, ngày xưa là cái kiếp con rùa. Thành ra đến cái kiếp này bà ấy thành người, nhưng mà cái tốc độ đi nó cũng chưa được hoàn chỉnh lắm, cho nên nó cũng còn chậm rãi. Thế thì rồi thì bà ấy lại còn có bị ảnh hưởng bởi cái kinh thư của Khổng Tử đó, là những cái câu như là quan thư kiêu tại hạ chi châu, yếu điệu thục nữ quân tử tháo cầu. Bà ấy tính muốn là cứ khoan thai yếu điệu cho nó tử tốn thong thả thì mới được, nghĩa là người ta tôn kính, người ta quý trọng. Thì bà ấy vẫn giữ cái tốc độ như vậy. Ngoài ra bà ấy cũng là cái phụ nữ vào cái thời thập niên 20-30 lại còn bị ảnh hưởng bởi văn thơ, như là cái bài thơ Đi Chú Hương chẳng hạn. Thành ra trong lúc mà đi lên thiền ở trên rừng Tương Tư với cái độ dốc là 30-35 độ cho đến 40 độ, thì bà lại càng ngâm cái bài Em Không Dám Đi Mau. Bà ấy sợ tôi chê bà ấy hấp tấp, thành ra sau này không khá nổi. Thế bà ấy cứ đi mà chậm, mà tôi thì tôi đã biết rồi, giờ thiền thất đã tiếng bong rồi mà không đi kịp là không lên đồi mà ngồi vào vị trí là sẽ bị sư phụ xài. Cho nên tôi cứ đi trước, mà quay lại thì bà ấy cứ lững thững đi sau cái điều đó. Thì tôi xin nói là sau khi bà xã nhà tôi thành Phật rồi đó, thành Phật bất đắc dĩ rồi đó, thì quý vị biết rằng mỗi người đi thiền thất đều có hai tay, một tay xách cái túi thiền trong đó đựng các đồ nghề, đèn pin, áo đi mưa, dù, khăn chùm, đủ các thứ lĩnh kỉnh trong đó, cả mền ăn. Rồi một vai thì đeo các đồ ngồi, cái nệm hay cái gối hay cái ghế. Thì thay vì người ta khác thì người ta xách hai tay hai gói. Tôi thì tôi đeo một bên một vai đeo một cái và tay cầm cái một bên mà thôi. Tôi vì tôi phải đi trước, tôi muốn để cho bà ấy theo tôi cho nó kịp. Bà ấy nhìn thấy tôi bà ấy thương hại quá, vì mới thành Phật mà. Trông thấy rằng thì là chúng sinh tội nghiệp tôi quá. Tôi đi nó lệch vào một bên thì nó nhất trọng nhất bên khinh. Bà ấy sợ tôi lệch mình và mai mốt về không có tiền nuôi ông chỉnh hình viên. Cho nên bà ấy bảo tôi này để cầm cái sắc của tôi với cái ghế của tôi này đeo vào bên kia nó bằng lại. Cho nên nó cân bằng. Cho nên tôi quả là tôi đeo cái sắc của bà ấy bên tay này thì quả như thế nó bằng thật. Và tôi cũng thấy rằng quả là thành Phật thì cái mắt trí huệ nó sáng sủa ra, cho nên là ý kiến thông minh hơn nhiều. Bây giờ tôi thế sau khi lên đến chỗ đồi Tương Tư rồi, thì lên đến đồi Tương Tư thì đây là cái lần đầu tiên mà quý vị đồng tu trong 4 ngày đầu đều ngồi trong thiền đường, thì thấy là có vẻ hơi tù túng, hơi khó chịu. Mọi người thiền thì đều tốt cả, nhiều khi đến thành gật, nhưng mà cũng tốt. Thế hôm nay đến đây thì nó như là ra một cái khung cảnh mới, thì mọi người thấy thoải mái, sư phụ cho trăng võng đầy tất cả ở trên đường. Thì tôi xin mô tả cái cảnh đồi rừng Tương Tư là khi lên đến đó thì sẽ thấy hết mệt liền, là các võng, các màu xanh đỏ trắng vàng trăng la liệt ngang dọc, nó rất là đẹp mắt, khung cảnh thật là vui tươi, chim ca vượn hót,
đâu có vườn đâu. Dạ con xin lỗi sư phụ. Dạ chim ca hót tưng bừng, các đàn bướm lượn bay hót lên võng nằm á, các đàn bướm lượn bay, rồi thỉnh thoảng những tiếng ánh hương nổi lên ở cái thung lũng dưới chân núi vọng lên, và thỉnh thoảng có những cơn gió thổi qua mơn man gò má, những cái làn tóc bay bay. Cái hoàn cảnh thật là nên thơ. Và ở một cái địa điểm mà sư phụ đã đặt cho một cái tên thơ mộng là rừng tương tư, thì quý vị thử biết rằng cái rừng tương tư thì nó đẹp như thế nào và thơ mộng như thế nào. Thì các vị đồng tu của chúng ta ngồi ở trên võng, nằm ở trên võng thiền rất là dễ thăng lắm. Thấy chưa? Sư phụ bảo rằng đã thấy chưa? Ở đây có cảnh giới này có đẹp hơn là cảnh giới thứ năm chưa? Còn hơn cảnh giới thứ năm vậy. Thì quả như lời sư phụ nói rằng cảnh giới ở đó tự nó đã là cảnh giới từ thứ năm trở lên rồi. Cho nên quý vị ngồi ở trên võng, ngồi nằm trên võng mà thiền thì dễ nhập định lắm. Cho nên chẳng bao lâu tôi cũng nhắm mắt ngồi thiền, nhưng mà chưa kịp nhắm mắt thì đã thấy có những vị đã thành Phật rồi. Thì các bạn đó ngồi rất là yên trên võng hay nằm rất yên trên võng, nhưng mà chúng tôi thấy rằng bằng mắt thịt của tôi nhìn thấy hay bằng tai thịt của tôi nghe thấy, thì tôi thấy quý vị đã thành Phật. Mà thật Phật này không phải là Phật bất đắc dĩ như là trường hợp ở xã nhà tôi nói trước, mà thành Phật một cách rất là tự nhiên. Quả thật quý vị không muốn thành Phật, không phải là muốn đi trước như các đồng tu khác, không muốn đi thành Phật trước đâu, nhưng mà rồi tự nhiên đã thành Phật, nó là thành Phật à. Thành ra quý vị chỉ trong một giây phút rất ngắn thì quý vị đã lên đến tầng thứ 8, tầng thứ 9. Và quý vị đã định bỏ lại cái nhục thể ở dưới này mà không muốn trở về nữa, trong khi các nhục thể đang ngáy khò khò. Xin hết. Dạ, xin lỗi sư phụ ạ, xin lỗi quý vị. Giáo sư, đây không phải là câu chuyện vui, nhưng nếu hai vị nào mà làm dùng việc này thì chúng mình sẽ tiếp tục vui. Vị nào có cái xe van V513 và Y270 là một rời gấp, hàng xóm họ sẽ tiếp tục vui nếu chúng mình rời cái đó. Cảm ơn hai vị. Xe V513 và Y270 thông ra đó, đằng sau là một rời gấp ra khỏi cổng hàng xóm. Cảm ơn quý vị. Xe này nhập định bay bay rồi cả. Dạ, vì nào có cái xe van V513 đó và xe Honda Y270 là mình rời gấp. Cảm ơn quý vị. Con xin kể cùng sư phụ với quý vị đồng tu câu chuyện bệnh đau tim ở trong một cái chung cư á. Tầng dưới á thì có những người bệnh ở, tầng trên nhé thì có những người không có bị bệnh, thì tầng dưới thì có cái ông cụ già cũng đau tim rất là nặng. Mỗi lần nghe một tiếng động gì là ông đeo ôm cái ngực cũng lăn, nghĩa là ông đau kinh khủng lắm rồi. Đôi khi cái tiếng động mạnh ông rớt xuống giường nữa, ông ngủ không được. Thì phần trên lầu thì có một vị thanh niên rất là vui tính. Mỗi lần ông đi đâu về khuya thì ông hát, ông hò, ông làm tùm lum hết. Thì đôi khi ông quen rất chiếc dài cái râm. Thì ông leo lên giường ông ngủ. Thì một hôm ông đi đâu chơi về thì ông chắc nha, ông có lẽ ông có một chuyện rất là vui. Do đó ông lấy chiếc dài ông quen cái râm xuống. Thì ông ngủ một giấc thì ba giờ. Thì có một cụ già cụ bò trên cái từ dưới lầu, cụ bò lên trên lầu, cụ ông mới mở, ông mới khỏi cửa cốc 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 cốc. Thì ông thanh niên mới giật mình dậy, ông nói trời 3 giờ rồi mà sao mà có ai gõ cửa. Ông mới mở cửa ra cái con cụ đó, cậu ơi cậu làm ơn mà mỗi lần mà cậu về già này khổ lắm. Thì cái ông thanh niên nó có gì không, có gì không cụ?
là vì ông làm cái tiếng động quá đi. Ông làm rầm rầm mà tôi ôm cái ngực tôi, nên là tôi ngủ không được. Nên là tôi ôm cái cả đêm á, tôi ngủ không được. Bữa nào ông về là ông quăng đôi giày, ông làm một chuyện này chuyện kia rầm rầm đến tôi nghĩ là tôi làm tôi không ngủ được gì cả. Thì cái ông thanh niên nói ok thôi được rồi, làm sao tôi cố gắng hay tôi nghĩ là tôi giúp ông, tôi không có làm cái tiếng động ồn ào nữa. Nha. Yeah. Thì lần sau thì ông thanh niên ông về cái đêm một hôm ông về cái căn nhà trở lại thì ông quên đi, có lẽ ông có một cái hẹn hò với cái người tình sau đó rất là vui vẻ. Thì ông leo lên cái gác á thì ông quăng chiếc chà cái râm, ông nhớ sực lại, ông nói chiếc chà mình làm như vậy ông thì ông ngủ không được nữa rồi. Thì ông còn một chiếc giày ông lấy nhẹ nhẹ ông để xuống cái sàn nhà đó, thì ông tiếp ngủ. Cái khoảng 4 giờ sáng hôm sau đó cái cũng có một cái tiếng nghĩa là thở hộc hạch cốc cốc cốc, mở cửa ông ơi ông giúp giùm tôi đi. Dạ, cái ông thanh niên ông giật mình vậy, ủa tôi phải sơ có ông cụ nó mà sao làm bây giờ ông cũng mở cửa, có cái mở cửa làm gì. Cái ông này ông mới mở cửa, có gì ông cụ? Ôi trời cậu ơi, còn một chiếc giày nữa cậu, làm sao mà cậu quăng gấp cho giày cho tôi chờ cả đêm tôi ngủ không được chứ.